Tại vì em nói thật, em tâm sự luôn. Tại vì em ở trong môi trường quân sự á, mấy em nó nằm nó phơi đi hết rồi. Có cái gì đẹp đẽ thì xấu là em biết hết trơn, không cảm xúc. Một hồi anh sẽ bắt mạnh phơi ra luôn, thử coi có cảm xúc không. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi ha. Cách nhau một cái hàng rào thôi, nhưng mà mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn. Mời em trai. Lời đầu tiên cho em xin phép chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Xin chào chị Hồng Vân. Chào cùng em. Bạn nữ bên rào và toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Lê Văn Mạnh, em năm nay 36 tuổi. Em quê ở Nghệ An, hiện em đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai. Em làm công nhân bên cơ khí ạ. Hình như em mạnh nhưng mà hơi yếu đúng không? Là em tên Mạnh nhưng mà nói chung là em cũng trong lòng hơi yếu. Rồi, thoải mái lên nha. Thoải mái lên. Rồi, còn em nè. Dạ, em trước tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ, chào anh trai bên cạnh. Dạ, xin chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình. Em tên là Lê Thị Thu Lan, năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại đang làm lực lượng dân quân thường trực của xã và kinh doanh online các mặt hàng về thảo dược thiên nhiên. Em đến từ Trảng Bom, Đồng Nai. Em bây giờ chào thiểu theo kiểu mà dân quân tự vệ mình chào sao? Chào thì bây giờ là... Chào, dạ. Rồi, dạ. Bạn trai ơi, thấy người ta ở bên đây người ta rất là xúc tích nè, rất là mạnh mẽ không? Dạ vâng. Thôi Mạnh, điểm yếu và điểm mạnh của em là gì Mạnh? Dạ, em về điểm mạnh của em là em người rất thật thà. Em biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ. Biết nấu ăn và không hút thuốc. Còn điểm yếu của em thì em cũng hơi ít nói, với em thẳng tính, với tính em cũng hay cằn nỉ. Thôi, bên đàn gái. Về ưu điểm của em á, thì em rất là hài hước, vui vẻ, tự lập. Và những công việc của đàn ông hay phụ nữ thì em đều làm được hết. Rồi, em có cái biệt tài gì không? Em thì có hay bói toán. Em là gọi là có duyên thôi. Chứ em cũng nói thiệt mình làm nhà nước, mà thực sự là em cũng là đảng viên. Nếu mà mình nói ra thì người ta lại là nói kêu mê tín dị đoan. Nhưng mà em thì nhiều khi cái linh cảm em nó tốt hơn người khác. Nhiều khi em đoán cái sự việc thì nó hay chính xác. Và cả con người cũng vậy. Cho nên người ta cứ hay thích tìm đến em và nhờ em tư vấn hoặc là xem ví dụ như vậy đó. Chị coi em anh khỏe em ơi. Dạ. Chị sống sống thọ không hay là chị coi chị giàu không? Chị giàu không em? Đây là thiên cơ bất khả lộ nha, nhưng mà em lộ chị cái đường sống với chị nha. Chị sống rất là thọ. Con người chị là có quý nhân phù trợ. Tại vì cái tâm chị rất là tốt. Dạ, đây là em chỉ tiết lộ cho chị về cái phần về đường sinh mệnh của chị thôi nha. Coi giùm chị có chuyện nào chị đẻ em. Anh ơi, cho anh. Bây giờ là rất có thọ rồi nha, tôi nói cho ông biết nha. Coi giùm anh được không? Thứ nhất là người nào có duyên với em mới coi được. Mà thứ hai nữa là em thích coi đàn ông một chỗ nào kín kín cơ. Cái sáng khó lắm anh. Coi chỗ kín hả? Thôi về bữa nào đi. Rảnh rảnh đi coi. Em, dạ. Em có mấy mối tình rồi? Để em nói thật luôn. Vâng, ngày xưa là em đi học em cũng say nắng đứa đử hai anh. Nhưng mà em không vượt qua được chính mình. Làm sao? Tại vì kêu yêu đương mù quáng. Cái em tập trung đi học với đi làm thì tính em hiện như con trai mạnh mẽ nữa. Cái xong vô trong môi trường toàn là con trai không. Cái cuối cùng ra em ế từ đó giờ luôn anh. Tức là em chưa có mối tình nào dạ, hả? Không ai làm em rung động được. Biết đâu nay anh Mạnh anh sẽ làm rung động dạ, thì sao? Em cũng rất là mong là anh ở bên cạnh là có thể chinh phục được em rung động ạ. Anh mạnh lắm á nhờ. Dạ. Em có bao giờ em nằm mơ thấy hung một chàng trai nào đó chưa? Dạ, em ít khi nào mộng mấy cái đó lắm. Tại vì em nói thật em tâm sự luôn. Tại vì em ở trong môi trường quân sự á, mấy em nó nằm nó phơi ra hết rồi. Có cái gì đẹp đẽ thì xấu là em biết hết trơn, không cảm xúc. Một hồi anh sẽ bắt mạnh phơi ra luôn, thử coi có cảm xúc không. Em. Dạ. Giới tính em có rõ ràng không? Dạ, em khẳng định là em thì mạnh mẽ tính nam. Nhưng mà em lại rất thích đàn ông. Có bao nào giờ em thấy nữ phơi ra rồi em thích không? Không, em không thích phụ nữ phơi. Em rất là thích trai đẹp. Ủa sao trai đẹp phơi quá trời mà em cũng không có? Tại vì nó khép lại, em vừa nhìn cái nó khép lại, nó không cho em xem. Đừng khép nha Mạnh. Phơi luôn nha Mạnh nha. Em đang nói là trái tim. Ừ, ok. Dạ. Bây giờ Mạnh, là em có mấy mối tình rồi? Em mối tình chính thức thì một mối tình còn là cũng kéo dài được hơn 4 năm. Chia tay cách đây khoảng hơn 5 năm rồi. Nhưng mà lý do gì mối tình cũng dài sao chia tay? Em cũng có quen rồi, xong em có hơn 1 năm thì em hỏi cưới. Nhưng mà bạn gái chưa muốn lấy chồng, cứ bảo là cứ chờ 1 năm nữa. Xong 1 năm nữa em lại chờ cứ vậy á. Hai đứa thấy không tiến tới được, xong em cũng chia tay. Rồi, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em diễn tả coi.
Em thì muốn tìm một bạn nữ cao khoảng 1m52 đổ lên, tóc dài, không nhuộm tóc loẹt loẹt, không xăm hình. Giống chị Hồng Vân được không? Dạ chị. Ôi trời em. Giống chị Hồng Vân thì quá tuyệt vời đây. Ôi, sao thấy nó không vô đầu ta. Rồi bây giờ nói về tính cách thôi, coi có vô được miếng nào hay không nè. Biết quan tâm chia sẻ. Biết quan tâm chia sẻ, chắc tôi nghĩ là có. Họ làm cái ngành nghề đó là chắc chắn họ phải là người biết quan tâm chia sẻ rồi. Rồi gì nữa? Thì trong tình yêu thì phải chân thành với trung thủy. Chắc chắn rồi, tại vì đâu yêu ai bao giờ đâu. Biết giờ yêu một, nếu có gặp em một mình em thôi. Và biết kính trên nhường dưới. Có kính trên nhường dưới không? Dạ có ạ. Có đúng không? Hai cái kia là chị tự trả lời thay em mà có không? Dạ có. Có luôn đúng không? Dạ. Vậy là ba cái rồi. Nói chung là tính cách là đầy đủ hết những cái gì em muốn. Rồi bây giờ hỏi em nè. Dạ. Em muốn cái người đàn ông của mình như thế nào? Dạ, bố em dặn rồi là phải là đàn ông. Đúng, rồi, phải dạ. Là đàn ông. Em có là đàn ông không? Dạ, chắc chắn là đàn ông rồi chị. Ok, dạ. Đàn ông. Về ngoại hình thì nếu mà cao được 1m65 trở lên á thì tốt. Dạ, em 1m62 chị ơi. 1m62. Đâu, ngoại hình thì cũng không quá là quan trọng là mập hay là gầy, mà vừa thì tốt hơn. Dạ. Còn về tính cách thì đầu tiên là phải điềm đạm. Chị thấy điềm đạm đó. À, tự lập. Dạ, em có tự lập. Đặc biệt là không có được chấp vặt những cái chuyện vặt vãnh. Không có đâu em ơi. Không có đâu em ơi. Dạ. Và đặc biệt á, là phải trung thủy. Rồi, anh rất là trung thủy. Đây là lời nói. Quan trọng là bạn sự chứng minh. Bạn yêu cầu em phải trung thủy đó. Và người đàn ông là phải cầu tiến. Tôi thấy là hai bạn này ở cái phần về tính cách á, là rất là tương thích luôn á. Tương thích thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà bổ trợ cho nhau á. Chỉ có cái ngoại hình là hai người là ước ao về nhau thì tôi thấy là nó không có cầu được ước thấy đó. Chung là ngoại hình thì mình đề ra vậy thôi, nhưng mà quan trọng là cái tâm hồn chị. Hey. Đó, thành ra thôi bây giờ hỏi, người thân đi ha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với bác gái, em gái và cháu. Xin chào em, xin Quyền Linh và Hồng Vân dễ thương. Nhận xét về bên đàn trai như thế này thì cũng thấy cháu trai này thì cũng hiền lành và cũng chân thật. Trong cái chương trình này thì muốn là nhờ ông Mai Bà Mối làm sao mát tay để cho hai cháu có cơ hội để hẹn hò và tiến tới xa hơn. Bố cháu đã ra chỉ thị cho nó là cho cháu là phải năm 30 tuổi là phải lấy chồng. Rồi, cảm ơn đàn trai, đàn gái. Dạ, hôm nay em có đi với bạn thân em ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả. Về bạn gái thì ngoại hình như thế là ok, nhưng mà quan trọng là hai bạn đến đây thì cho nhau một cái cơ hội mà mình làm quen, và có thể tiến đến thì tốt, và không tiến được thì mình cũng có thể làm bạn với nhau. Dạ, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Rồi, bây giờ mình kéo rào nha, để hai bên gặp mặt. Mở rào. Không gian này là của hai bạn đó. Bắt đầu đi. Dạ, chào bạn. Đến chương trình anh có bó hoa tặng em. Đây là bó hoa anh gói 9 bông tặng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Và đây là một cái viết anh muốn nếu mà có duyên với nhau thì sẽ viết tiếp những cái chặng đường còn lại của chúng mình ạ. Dạ, em xin cảm ơn anh ạ. Và em cũng có món quà tặng cho anh. Dạ đây, cái khi đèn xông tinh dầu. Và khi anh làm về thì anh đốt cái đèn này lên thì có hương thơm rất là dịu mát và làm cho anh có một cái không có giấc ngủ rất là tốt. Vâng. Dạ. Bây giờ hai bạn ngồi đối diện nhau nè. Rồi, tâm sự em, với nhau đi. Lần đầu tiên gặp anh em thấy thế nào? Có xem bói được anh không? Nghe giọng nói của anh thì em thấy anh là rất là người đàn ông điềm đạm mà chắc là ít nói. Sau khi nhìn mặt anh thì em thấy là anh ưa nhìn và có thiện cảm, thân thiện. Cảm ơn dạ. Em. Còn anh thấy em thế nào ạ? Em rất dễ thương, xinh gái. Dạ. Em xin cảm ơn anh ạ. Thế em quan niệm thế nào về tình yêu, hôn nhân với gia đình? Dạ, đối với em á, là tình yêu, hôn nhân thì phải có sự đồng ý, chấp thuận và yêu quý của hai bên gia đình. Và đặc biệt á, là trong quá trình tìm hiểu nhau á, thì em rất mong muốn á, là mình á, ví dụ như có những cái quan điểm, có những cái nhận thức hoặc là có những cái gì mà không hiểu nhau á, thì mình phải tự giải quyết. Chứ đừng có đem người ngoài gây áp lực hoặc là gia đình mình để gây một cái áp lực cho mình. Anh cũng đồng ý quan điểm với em. Với là anh cũng muốn trong tình yêu với hôn nhân gia đình thì thứ nhất là mình phải chân thành, với là phải trung thủy. Thứ ba là phải biết nhẫn nhịn, với là chịu đựng được những cái điểm không tốt giữa anh hoặc là giữa em. Còn thì em cũng nói thật sự á,
Em là rất là thích đàn ông. Em là rất là thích đàn ông. Nhưng mà tính cách em là rất giống con trai luôn. Có nghĩa là nếu không thích gì thì cứ nói thẳng, chứ bằng mò là em không hiểu. Nãy giờ chị nghe thì chị thấy một cái điều như thế này. Sở dĩ tại sao mà bạn này cho tới bây giờ bạn chưa có người yêu là bởi vì bạn tự lo cho bản thân bạn được, bạn làm tất cả mọi thứ. Dạ. Thành ra từ nãy giờ là bạn ấy chỉ muốn một cái điều là bạn ấy muốn bộc lộ cái điều đó ra để cho em hiểu là nếu như chúng ta có tìm hiểu nhau mà em thấy được cái con người của bạn là như vậy thì em có ngại hay không? Là bạn ấy sẽ làm tất cả mọi thứ mà anh này không cần làm gì hết đó. Ý là như vậy đó. Vậy là quá khỏe rồi chị Vân. Quá khỏe luôn. Cho nên ý nói là anh làm sao cho cái tâm hồn em nó được thoải mái thôi. Và cảm thấy mình sống giống như người phụ nữ mới gọi là bị chinh phục ra. Đúng đó. Dạ. Em quên câu hỏi này em cũng chưa hỏi anh đó. Em từ nhỏ em rất là có trách nhiệm gia đình. Nhiều khi em rất là bỏ nhiều thời gian về cho nhà ngoại thì anh thấy có được không? Quan trọng là bên nội bên ngoại cũng phải bằng nhau. Nếu mà mình có tiến tới với nhau cũng là hai vợ chồng á, thì năm nay anh ăn Tết nhà nội thì sang năm ăn Tết nhà ngoại, rất là bình thường, không có gì hết ạ. Nhưng mà anh là anh gốc ở đây hay là anh? Anh là quê ở Nghệ An, anh vào trong này lập nghiệp trong này, nhưng mà anh cũng mua đất ở Quảng Biên, cũng gần nhà em. Có đất rồi chắc ở đây rồi. Bây giờ thì mình giao lưu văn nghệ chút cho nó vui đi. Dạ, vậy đến chương trình em xin tặng bạn nữ với anh chị với quý vấn giả một bài hát về quê hương xứ Nghệ của em. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thắm đượm tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê. Nàng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi, về đi em về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ Nghệ, về bên anh nghe lời thương của mẹ. Em làm du xứ Nghệ nò ham kẻ giàu sang, dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa, rằng gừng cay muối mặn tiếng nói nọ giống ai, giờ đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Em thương theo anh về xứ Nghệ cùng anh, em thương thì theo anh về xứ Nghệ cùng anh. Dạ, xin hết ạ. Cảm ơn anh ạ. Đấy. Em cũng hát thì không hay nhưng mà em cũng cố gắng tặng cho một bài ạ. Bài em cũng rất là hy vọng là em sẽ nợ ai đó cả thế giới. Vẫn biết anh đang kề bên, mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm. Trái tim em vừa nghe thật êm những rung động, trong lòng em còn vẹn nguyền bối rối, giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu. Và em muốn từ đây thời gian ngưng mãi, để em đây được yêu mãi người, đừng rời xa em nhé người. Nợ một ai vòng tay người ôm em mãi, nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui, nợ nhành hoa người treo nơi ban công em, nợ những tiếng cười, nợ lúc anh quan tâm về em, nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế, nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em, nợ ai đó mang đến em yêu thương đông đầy thế giới này và giúp em thêm tin vào em. Em nợ anh. Trời ơi, dễ thương quá à. Hay quá. Thôi bấm được rồi đó Linh ơi. Thực chất á, hai bạn đều có cái duyên ngầm rất là dễ thương. Còn em á, cũng bộc trực rồi thoải mái. Và chắc chắn em sẽ tạo nên niềm vui trong cái gia đình nhỏ này. Còn bạn này sẽ chịu tất cả mọi thứ, có thể những cái áp lực, bạn vẫn bình tĩnh như thế. Anh nghĩ là đây là một cái đôi mà có thể bổ trợ cho nhau giống như lúc đầu anh nói. Ê, bây giờ thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến giờ phút phải quyết định. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Nhắm mắt lại kiểm tra xem nửa mảnh ghép này có thể cùng chúng ta ghép lại một đôi hay không. Từ con tim mình quyết định. 3 2 1 cùng một lúc. Trời ơi, hòa nhịp quá. Cái tim hòa nhịp quá rồi. Đấy, lúc này có thể nắm tay nhau. Anh nghĩ rằng bạn gái sẽ chủ động trong cái cuộc tình này đi. Mặc dù là yêu rồi nha, nhưng mà hồi hộp hơn bạn này. Bạn này tại vì khép lại thôi. Không khép lại không nha. Khép nha. Hứa đi, hứa với bạn ấy đi, nói đi anh sẽ không khép.
anh như em là không khép. Bây giờ nè, thủ hôn đầu tiên. Cháu xin phép cô, xin phép em. Hôn sao cho rung á. Em đang rung từ để em rung anh, em rung đó. Thôi cố gắng tìm hiểu nhau, anh thấy rằng cặp này dễ thương đó. Anh có thích các trò chơi cặp giấc mạnh không? Anh chơi được hết. Anh rất muốn em sẽ trở thành bạn gái của anh. Cô đó có trả lời của anh. Khó trả lời, chúng ta trả lời bằng nút bấm. Mời bạn nam. Wow. Mời bạn nữ. Mời đi bạn. Rồi chúng ta giới thiệu về mình đi. Mời em ngồi. Vâng, em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Quốc Hoàn. Năm nay em 31 tuổi và hiện nay em đang công tác tại ngành doanh trại tiểu đoàn bảo đảm kỹ thuật hậu cần sân bay trung đoàn 935 tại Biên Hòa. Mời em. Chào, vâng, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh phía bên kia rèm và chào quý vị khán giả. Vâng, em xin là chào Hoàng em. Thị Cẩm Trương, 25 tuổi. Em đến từ Quảng Bình. Em đang làm công việc gì cưng? Dạ hiện tại là em đang làm công tác đoàn. Những điểm mạnh và điểm yếu của em? Dạ, điểm yếu của em là thường là dễ xúc động. Có chuyện gì buồn là thường là em hay giấu. Đó là chưa tìm được người chia sẻ. Hy vọng hôm nay sẽ có người chia sẻ với em những vui buồn trong cuộc sống ha. Dạ vâng. Rồi, điểm mạnh của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì nói chung cái gì em cũng muốn biết một chút. Từ nhỏ là em ở với ba mẹ nên thành ra là cũng hay làm việc nhà. Rồi, vậy ưu điểm khuyết điểm của bạn trai là gì? Khuyết điểm của em là trong giao tiếp có phần em hơi nhút nhát, hơi bừa bộn. Còn sở trường thì chắc là ca hát. Hay quá. Hát một bài nào không khí làm nào luôn một bản đi em. Lòng anh chót yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người. Sợ tình mong manh xoa nhòa ngày xanh, đành cầm nín em đâu hay tình anh. Ngày xưa đã cho anh hy vọng, một mai em hiểu anh nỗi lòng. Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu môi, phải không em? Cảm nhận của em như thế nào? Có cái gì đáp lại nhà trai không? Em thấy là ảnh hát rất là hay. Mà em hát thì chắc không hay bằng. Bây giờ mình sẽ mong muốn tìm nửa yêu thương của mình thế nào? Tính cách thì người đấy vui vẻ, hòa đồng, yêu trẻ con. Còn về ngoại hình thì có khuôn mặt ưa nhìn. Cao thì từ 1m50 đến 1m62 thôi. Không quá gầy, không quá mập. Chuẩn luôn. Bạn gái, mình thích người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình, nói chung cũng ưa nhìn chứ. Cao hơn em từ 5 phân trở lên là được. Em cao nhiêu? Dạ em cao 6m60. Đầy xong, xong lầm. Tiếp. Dạ, biết chia sẻ, quan tâm người khác, ăn mặc lịch sự. Rồi biết cách nói chuyện chút, tại vì ba em á, biết cách nhìn người. Khi nói chuyện với ba em mà ăn mặc lịch sự, biết cách nói chuyện thì lấy lòng được ba em đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Không được nóng tính, không hút thuốc. Có nóng tính, có hút thuốc không em? Nóng tính thì em không, nhưng mà cái hút thuốc là có. Bớt bớt chút nha, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Vâng, em cái đấy là em biết. Anh làm cho bộ phận gì? Chuyên ngành của em là sửa điện nước ở trong đơn vị đấy. À, vậy hả? Dạ. Khỏe không anh? Cô bắt em hút đất nha, em yếu. Không có con chuột gì vậy anh? Em chèo cột điện chết rồi. À, vậy hả? Thôi nói chứ em cũng không dám làm khó mấy anh đâu. Bắt hít đất nữa, mất công hồi, trời ơi, khổ lắm. Khỏe mà, đừng có lo. Em gái dễ thương quá. Cái điều mà quan trọng các bạn trai là gì? Biết quan tâm chia sẻ, đứng là phải cao nghe. Chúc cho đó. Tôi lo thử cái này nghi mà vậy? Em ăn dài cao quá, em ăn gian quá. Không dễ thương thì thấy được rồi. Hôm nay em có đi với ba mẹ gì không? Dạ em đi với các anh chị trong chỗ làm của em ạ. Xin chào các anh chị MC và ban tổ chức chương trình. Tất cả những cái yêu cầu mà bạn Hoàng đặt ra, tôi thấy là Trương rất là phù hợp. Trương rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm và rất là dễ thương. Và đặc biệt là cô ấy rất là thích con nít. Các cái chương trình mà khoa học vui cho con nít là Trương tham gia đặt hết cái tình cảm của mình vào mỗi chương trình. Với bạn nam á, thì mình thấy cũng khá là chín chắn. Và đặc biệt á, là công tác trong ngành quân đội. Thì ở gia đình của Trương là từ ba mẹ, anh chị em cho đến rể rồi này đều là trong quân đội hết. Thì đây cũng là một cái lợi thế của bạn. Cũng nên cho cơ hội. Cảm ơn anh. Mời thủ trưởng của Hoàng. Dạ em xin phép được chào anh Quân Ninh và chị Cát Tường. Xin phép được chào toàn thể các vị khán giả. Xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Đình Tám, trợ lý tuyên huấn ban trị của trung đoàn 935. Trước hết là về nhận xét về hai bạn, đặc biệt là về bạn gái thì bạn gái rất là dễ thương. Qua cảm nhận đầu tiên thì bạn là người chân thành. Và đặc biệt là cái công tác nghề nghiệp của bạn thì cũng rất là dễ gần với cái môi trường bộ đội. Các đồng chí cán bộ cũng như là quân nhân chuyên nghiệp thực hiện cái công tác ở tại trung đoàn thì hầu như là gia đình ở ngoài miền Bắc và công tác tại miền Nam.
nên là đối với gia đình thì xa, còn tình cảm đối với các bạn gái mà xung quanh cho cái môi trường công việc, nên là cái việc tìm hiểu nhau thì vẫn còn nhiều cái rất hạn chế. Nhưng mà bạn Hoàn thì có những cái đặc điểm là rất là nổi trội, đó là bạn cái văn hóa văn nghệ rất là tốt, đặc biệt là về cái phong trào đoàn cũng như là thực hiện những cái nội dung mà hoạt động bề nổi của đơn vị. Cái này là em nghĩ là rất là phù hợp với những cái công tác đoàn của bạn gái đang công tác. Cũng hy vọng là thời gian tới thì các bạn sẽ có những cái tiến tới với nhau bằng cái tình cảm chân thành nhất. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh ạ. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho đồng chí Hoàng với bạn bên kia gặp mặt nha. Kéo màn lên. Thời gian, không gian này là của anh đấy Hoàng. Mời anh. Cố gắng lên nha hai bạn. Em chào cho anh. Chào em. Anh hỏi trước ngoài, thủ trưởng nhắc kìa, thủ trưởng nhắc tặng quà. Bài. Lo lắng cái bài riết hoài. Đây là món quà mà anh chuẩn bị để tặng em, mô hình. Dạ vâng. Máy bay đang thực hiện nhiệm vụ, tên gì anh? Dạ có anh ạ. Thật sự là lúc đầu lên đây em nghĩ là em không rung đâu, mà lên đây em rung không tưởng nên có chút quên sao. Các anh chị làm cùng với em nói cái tính của em thích trẻ con, thế đấy thì rất là hợp với anh rồi. Em muốn hỏi là anh quê ở đâu vậy? Anh ở thành phố Vinh. À, dạ. Anh ở phường Lê Mau, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Em cũng có một chị dâu cũng ở thành phố Vinh, chị dâu vợ của anh đầu. Anh thì có mợ thôi, mợ dâu, mợ lấy cầu của anh là người. Thôi bà con, cô bác để sao đi. Rồi mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cảm thấy bạn nữ ngoại hình rất là dễ nhìn, cũng giống với tiêu chuẩn của em. Tính cách thì theo giới thiệu thì đúng là rất là hợp rồi, không em không có điểm gì để mà không hài lòng với bạn nữ. Anh có ngại khi em đi dép cao, giày cao quá không ạ? Không, anh không ngại. Đứng lên đo với cổ một cái đi anh. Mặc dù cổ mang giày hơi cao nhưng mà kệ. Hợp, vừa em ơi, được. Ngon lành luôn. Ngon lành. Anh có thường xuyên lên Sài Gòn không anh? Anh lên thường xuyên luôn. Em làm bên công tác đoàn á, thường là rất là bận. Có khi anh rảnh anh xuống thăm em nhưng em không có thời gian em gặp anh được. Vậy anh có giận không? Không, anh đi về. Tính anh hay lên bất ngờ lắm. Anh lên mà không gặp em ở nhà thôi, anh đi về. Anh có thích đi xem phim hay là đi nghe nhạc hay gì đó không? Thường xuyên đi xem. Anh có thích các trò chơi cảm giác mạnh không? Anh chơi được hết. Tương lai của anh định hướng sẽ về Nghệ An sống, em có đồng ý không? Thì cái này là tùy vào mức độ tình cảm, nếu mà em thấy được thì em sẽ theo mà. Cái đấy vẫn còn hơi xa đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa mà cái tương lai của anh về quê là bao nhiêu năm nữa? Tính đến nghỉ hưu thì em cũng hơn 20 năm. Trời ơi là trời. Trời, bây giờ một câu nữa mình cảm nhận như thế nào? Một câu tỏ tình lãng mạn gì đó dành cho bạn gái. Anh rất muốn em sẽ trở thành bạn gái của anh, em có đồng ý không? Câu đó khó trả lời quá anh. Rồi khó trả lời, chúng ta trả lời bằng nút bấm. Nào, hãy đi đến quyết định. Qua chương trình hôm nay mình cảm thấy các bạn nam trong quân đội có vẻ hơi khó có điều kiện để có bạn gái đúng không? Về quân đội nếu mà còn anh nào khó khăn nữa thì hãy giới thiệu đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nhé. Tuần sau, tháng sau mấy anh cứ đưa cả trung đoàn lên đây. Và bây giờ là thời khắc quan trọng dành cho hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Bấm chưa? Được chưa? Hả? Em chưa bấm. Em chưa bấm hả? Vâng. Trời. Lý do tại sao không bấm? Em lúc mà em hỏi bạn gái có sẵn sàng làm bạn gái của em không, bạn ấy cảm thấy lưỡng lự thì chắc là không đúng với tiêu chuẩn của cô ấy. Nhưng mà người ta là phụ nữ mà người em trả lời bằng... Người ta trả lời bằng cái nút bấm chứ. Em có phải là hơi vội vàng quá rồi đó. Anh hồi nãy anh lo đó, là lo cô gái lo không cô bấm. Gái không bấm. Nói chung là lúc nãy em thấy anh không có chính kiến lắm. Hình như là tuổi anh cao nhưng mà tính tình của anh vẫn chưa được chín chắn lắm. Hàng triệu người đang xem truyền hình, họ sẽ dùng nút bấm đó bấm cho hai bạn ở đây. Tiếc quá, vé xem phim này tôi với các từ đi xem thôi. Dạ, cất đây. Quà tặng mà Viettel dành cho hai bạn là một chiếc điện thoại kết nối 4G trị giá 2,2 triệu, đã có cài đặt ứng dụng Mocha, có thể chat, gọi điện và đặc biệt là xem phim và nghe nhạc cùng nhau, rất là thú vị. Mặc dù em không bấm nút ngày hôm nay nhưng mà cứ cho là một cái hẹn đi, chắc chắn em sẽ hiểu anh là người như thế nào. Dạ anh ơi, hình như anh mất cơ hội rồi ạ. Thay mặt chương trình chúc hai bạn sẽ có thể sớm tìm được một nửa của mình. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Tiêu chuẩn kiếm vợ em sao? Chỉ cần thông minh, hài hước, giống như Harry Potter vậy. Thực
xấu của em. Trai đẹp thôi. Cỡ Captain America cũng được. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em. Bạn ơi, giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Đình Khoa. Năm nay 29 tuổi. Hồi trước học nhiệt lạnh trường đại học công nghiệp. Nhưng mà giờ chuyển qua kinh doanh rồi. Kinh doanh gì? Quán trà sữa và cua, tôm khô. Bán trà sữa và cua hả? Trời ơi. Quê ở đâu? Quê em ở Hồ Chí Minh City chị. Rồi, vậy ha. Bạn nữ giới thiệu đi. Dạ, em xin giới thiệu là em tên Huân. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm vị trí tiếp tân ở spa với lại thẩm mỹ viện. Tiếp tân ở đâu em? Dạ, ở quận Phú Nhuận. Ồ, gần nhà em. Thẩm mỹ viện. Gần nhà em á chị. Anh làm ở trên Gò Vấp á, chắc cũng giáp với anh Phú Nhuận á em. Dạ, em làm ở Nguyễn Văn Chổi anh. Nguyễn Văn Chổi là gần chỗ anh rồi đó, cách có chừng 5 số cây à. Hỏi ai đưa đón em đi về? Ai đưa đón em đi về vậy? Có cần xe ôm không? Không biết nữa. Thích ăn cua không em? Dạ thích. Thích rồi, yên tâm đi. Trước giờ có mối tình nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Chưa luôn? 25 tuổi chưa có mối tình nào hết. Chắc chị không tình quá à. Thiệt mà. Tại sao cũng duyên dáng xinh xắn vậy mà không ai để ý? Một phần cũng do em ít tiếp xúc với nam giới á. Ngày xưa đi học thì còn có gặp một hai thằng bạn. Sau này ra làm toàn là nữ không à. Gặp hai thằng nào? Cô này giọng của men ghê luôn á. Gặp hai thằng bạn chắc không yêu được rồi. Không. Không yêu. Không yêu rồi. Là sao? Cũng nhiều người nói em hơi dữ một chút. Bây giờ bạn trai, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em nên nói thật thì nói dối anh. Không, nói thật. Ở đây không có nói dối nha. Chắc mấy chục. Trời ơi. Dữ vậy trời. Nhưng mà em thương có một người à. Người yêu đã được bao lâu? Quen được 2 năm mấy mà chia tay chắc cũng gần 10 năm rồi chị. Là 10 năm nay là toàn là coi như là thế thân không thôi phải không? Dạ, có bồ chứ không có người yêu. Có bồ là sao? Bồ là sao? Người yêu là sao? Nghĩa là không có người mình yêu, có bồ thôi. Từ bồ cách tới, nó cách tới người yêu xa không? Xa lắm đó chị. Bây giờ lên đây kiếm bồ hay kiếm người yêu? Kiếm vợ chị ơi. Trả lời dữ thiệt. Được. Hài hước ha. Rồi, tiêu chuẩn kiếm vợ em sao? Biết bán cua. À, chỉ cần thông minh, hài hước, giúp giống như Harry Potter vậy chị. Ý em nói em Trấn Thành nữa hả? Bốc dáng. Dạ, bốc dáng cao trên 1m6 là được rồi chị. Đừng cao hơn em. Rồi em, bản thân em thì đòi hỏi cũng hơi cao ha. Harry Won rồi ha. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? À, điểm mạnh của em là em biết lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Điểm yếu? Điểm yếu của em là em rất là bề bộn. Nghĩa là em về nhà em quăng bồ tùm lum á. Đồ nhà em giống như bãi rác vậy á. Ai dọn dẹp? Em đang kiếm người dọn giùm em. Bán trà sữa mà để chuột hamster rồi mà đã vậy còn ở dơ nữa, bề bộn nữa. Ủa rồi người mình có ở dơ không? Dạ không, người em sạch lắm. Chắc không? Chị qua hửi thử rồi chị. Trời ơi, mắc mớ gì tôi hửi thử trời. Qua hửi mắc mớ gì không hửi. Thơm mùi thơm nhân tạo hay là mùi thơm tự tạo? Mùi thơm tự nhiên á chị. Mùi cua đó. Quá đi tượng. Tự nhiên nó muốn rối loạn tiền đình rồi anh ơi. Hỏi cô này đã, mình có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em chắc là do thích trai đẹp thôi. Giống ai? Dạ cỡ Captain America cũng được. Captain America mới được. Em thích người đó nhưng mà không cần thiết phải y chang như vậy. Để cái chuẩn em sao, cụ thể cao mập ớ. Dạ chuẩn của em thì cũng phải cao hơn em. Nếu mà cao cho 1m7 thì tốt. Thân hình thì đừng có mập quá. Em làm thẩm mỹ anh này mặt mụn rồi nám rổ rồi tàn nhang rồi được không? Dạ không. Phải láng mới được hả? Dạ phải láng. Em sợ mấy người bị mặt này nọ. Sao bạn trai cười mỉm mỉm hoài vậy? Em thấy là em cũng tạm tạm được á anh. Tạm tạm được hả? Được. Sở thích của bạn là gì? Em là thích thua. Thua rồi. Sở thích của em á là thích chở chó đi dạo, là thích đá banh. Chở chó đi dạo. Cái gì vậy? Không có gấu thì chở chó chứ sao anh? Ngộ nha. Sở thích gì lạ vậy? Sở thích bỏ cua vô lòng á, rồi nuôi chuột, rồi chở chó đi dạo á. Cao 1m7 thôi hả? Dạ. Có ăn gian không? Đâu đứng lên coi thử coi. Này 1m7 đúng không anh Linh? Đúng đúng á, 7-7-1 gì đó. Nhưng cái bụng hơi bự nha. Do là mấy tháng nay em bị chấn thương không đá banh á, nó mới mập. Lại đây coi. Hên quá này, nhạc mũi. Bây giờ mình đã tính gì tới chuyện hôn kết hôn chưa?
Dạ tính rồi chị. Bao lâu mình kết hôn được? Khoảng 6 tháng tới 1 năm. Chuẩn bị được những gì rồi? Em giờ chắc cái gì em cũng gần có rồi. Gần là sao? Thì giờ em chỉ cần mua thôi. Chuẩn bị mua gì? Chuẩn bị chắc mua nhà. Định mua khu vực nào? Theo tình hình hiện tại chắc mua ở quận 8 mới có tiền mua. Vậy cũng được rồi, miễn có nhà là được rồi. Thí dụ mai mốt về lấy nhau tiền ai giữ? Nhất vợ gì trời. Vậy hả? Dạ. Vậy được, thôi vậy đó được rồi. Cũng thoải mái ha. Được. Nói chung cũng ga lăng. Ây da cũng được đó mà không biết cái mặt có cải thiện được không chứ mặt cũng không được đẹp lắm. Qua coi giùm coi đàn gái sao. Coi đi rồi. Thôi thôi dễ thương quá. Làm gì giật mình. Hú hồn á. Dạ. Bạn trai bên đây tính hài hước, vui vẻ. Em có yêu cầu gì bên đây không? Ảnh có thích nhậu không? Thích nhậu không? Ảnh? Ảnh không có thích nhậu em. Nó uống mà hai lon là gân anh về rồi. Anh có hút thuốc không anh? Không luôn. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Dạ. Được không em? Mấy cái yếu tố đó thì được. Được à hả? Dạ. Dễ thương lắm nha. Hôm nay mình đi có đi với người thân không? Dạ có, em đi với má. Dạ có Cát Tường và chú Thần Linh. Dạ chào cô. Dạ cô nhận xét bạn trai bên đó sao cô? Thì cô cũng thấy nó vui tính. Mà không biết con gái, con thương con gái cô có đồng ý không phải? Gái cô có hả? Sao 25 tuổi chưa có mối tình nào? Hồi xưa anh học thì đi học đi về, về sau học. Chương trình này chơi là bà ngoại nó kêu lên kiếm bạn. Cũng muốn cho nó có tấm chồng. Thế ngoại có đặt ra tiêu chuẩn gì? Gia đình có đặt ra tiêu chuẩn kiếm con rể như thế nào không cô? Nếu nó biết trên nhìn dưới, biết người lớn này nọ. Chứ con sẽ đừng có gia trưởng nữa. Bé hồi đó giờ chưa biết nấu ăn gì chưa. Đi học xong mẹ làm, về là người nhà làm hết. Chiên trứng kia được không cô? Nó không luôn. Hồi xưa giờ chưa đụng tấm bếp nút. Trời đất ơi. Nấu mì được không? Mì gói chút nấu được. Ủa vậy rồi mấy mốt về rồi là ăn uống làm sao? Cứ luộc cua ăn suốt thôi gì đâu. Không uống trà sữa, trời ngon à. Giờ mình về đi học được không cưng? Dạ học được. Sơ thôi. Rồi, bạn trai có đi với ai không? Dạ, mọi người tưởng em đi đám hỏi nên đi đông lắm anh ơi. Có mẹ em, sếp em, bạn bè. Đâu, cho gặp. Chào cô Cát Tường, chào chú Quỳnh Linh. Dạ, chào cô. Tôi là mẹ của Khoa. Dạ chào bác. Mẹ thấy là bạn gái bên đây á, là dễ thương, thấy nói chuyện cũng hiền. Thì từ xưa tới giờ mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của con. Rồi nếu mà sau này có tiến tới với Khoa thì tập cho nó cái thói quen nó phải biết dọn dẹp. Ở nhà toàn là mẹ dọn dẹp không à. Mẹ cũng quải lắm rồi. Dạ không biết là bác có chịu được con dâu mà không biết nấu ăn không. Dọn dẹp thì con làm được. Cô cũng dễ lắm. Tại vì từ xưa giờ là nhà có mình cô là hoa hậu à. Cô đi dậy từ sáng tới chiều cho cha con ăn cơm bụi luôn. Thứ bảy với chủ nhật á, thì mới ở nhà nấu cơm. Đồ ăn cứ mua để sẵn tủ lạnh á, rồi tự chế biến tự ăn. Nói chung là nó cũng biết tự lập. Với Khoa thì nó có trách nhiệm. Thành ra cái đó để từ từ mình tập cũng được. Rồi đó giờ là quyền quyết định lại là ở hai bạn. Kéo màn lên. Cua chuột kìa tặng đi. Cái này anh tặng em để khi nào em nuôi em. Dạ mấy cơm. Còn cái này á là em đừng nuôi nha, mẹ ăn. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ. Khi nào em ăn mà thấy ngon thì nói anh ship cho trọn đời. Dạ. Cái này đặc biệt các em xưa giờ bà muốn hẹn hò đây là lần đầu tiên luôn đó. Tưởng ông nói tặng hai con cua này em nuôi đừng ăn nha. Anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, nhìn hiền. Dạ. Còn em thấy anh sao? Thấy anh cũng được. Anh nghĩ sao nếu mà em không thích làm dâu? Ủa anh cũng không thích làm dâu nữa. Anh làm dâu chi? Không làm dâu ai chịu không? Ý là em không thích vợ về làm dâu. Em không thích làm dâu. Anh có gì hỏi em không? Con anh muốn mấy đứa? Chỉ một hoặc hai thôi. Một hoặc hai. Em anh có xăm mình không? Có hả? Em không thích xăm mình. Giờ lỡ xăm rồi giờ sao? Giờ tao tốt hết trơn rồi, lỡ xăm có chút xíu bỏ. Thôi à, giờ cái thời anh còn nhỏ anh xăm này. Nó của anh còn trẻ trâu quá. Sao em không thích người trai xăm mình? Em không có đánh đồng nhưng mà những người mà xăm hình á thường hay thể hiện mình là dân chất chơi kiểu mà làm màu á. Anh đâu có xăm mấy cái hình đó đâu. Dạ. Với lại anh xăm trong người không ai thấy á. Vậy hả? Sau này chỉ có vợ anh thấy thôi đúng không? Ừ. Nhưng bây giờ hiện tại là xăm hình gì hay là xăm hình bạn gái cũ? Trời chị nói vàng gái chứ không dám quen em luôn rồi. Vậy là có thiệt luôn hả? Rồi xong luôn. Không cần biết. Không cần biết. Trời ơi, mà xăm hình, xăm cái mặt người hay xăm tên? Xăm mặt người vậy? Sao xăm em? Xăm cái gái cũ hả? Mình về mình xăm cái mặt em, dậm lên cái mặt đó.
Vậy chị thấy nhiều người rồi. Anh nghĩ là cái chuyện xăm hình á là không phải quá khứ đi, quá khứ. Dĩ vãng. Chứ anh cũng không có thích thể hiện gì hết. Đúng rồi. Chỉ là hồi đó còn nhỏ nên suy nghĩ không chín chắn thôi. Đúng rồi. Chứng minh một cái điều là khi yêu người ta quyết liệt lắm. Đã yêu là yêu quyết liệt. Và khi cái chuyện nó qua đi rồi giờ còn nhớ gì nữa không? Cũng lâu quá rồi nên 10 năm rồi đúng không? Dạ. Ừ, coi nó hết rồi. Bây giờ nè, em nhìn bạn gái đi, em cảm nhận thế nào? Đa tim đập thình thịch rồi nè anh. Chứ hồi đó đến giờ em nhìn mấy người khác em không có... Em phải suy nghĩ thật kỹ và nói cái gì đó thật thuyết phục với bạn nữ. Anh thì chắc cái chuyện này anh đang nói không có hay. Nhưng mà anh thật sự muốn cùng em tìm hiểu. Rồi từ từ em có thể quyết định có quen anh hay không. Dạ. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chuột cua dẹp qua một bên. Xem đối tượng này có thể đi cùng ta một đoạn đường dài hay không. Bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Em có bấm không? À, có bấm. Mình có chứng kiến của mình. Dạ. Anh biết rằng tuổi trẻ thì nông nổi ha. Còn cô gái chị cảm thấy cái cảm giác của em không có, miễn cưỡng cũng không hạnh phúc được. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Chúng tôi cũng không khuyến khích mà các bạn phải bấm nút. Nói chung là chúng ta có duyên. Mình rung động thì mình mới bấm nút, mình không rung động thì thôi. Chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc. Xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tuy rằng không bấm nút nhưng cua thì vẫn cứ luộc. Và chuột thì vẫn cứ nuôi. Dạ, cảm ơn. Đó là món quà, có thể các bạn sẽ là bạn với nhau. Mình sẽ nhớ nhau ngày hôm nay, chúng ta có thêm một người bạn. Em không có dám ở nhà một mình chị. Anh có đi đêm không anh? Có, lâu lâu anh cũng hay đi đêm. Về nhà ngủ anh. Nếu mà anh đi đêm thì một là anh phải dắt em theo, còn hai là anh phải tranh thủ về sớm. Chứ nếu không có anh chắc em cũng không được á. Anh nói vậy, nói vậy. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn đã ngồi đây rồi. Lì xì đầu năm. Dạ. Năm mới phát tài phát lộc nha. Dạ, cảm ơn. Đặc biệt là năm mới nay mình có tin vui. Dạ. Có người yêu. Dạ, cảm ơn lên rất nhiều. Bên đây bà Mai cũng bắt chước ông Mai luôn. Chúc em năm mới được nhiều sức khỏe nha. Dạ, năm nay có tình duyên mới nha. Dạ. Rồi bây giờ mình giới thiệu đi em tên gì? Em tên là Diễm Hương, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Thuận An, Bình Dương. Dạ, nghề nghiệp hiện tại của em thì hiện tại em đang làm chuyên viên pháp lý. Bạn trai giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Hoàng Trọng Việt Dũng, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Năm nay em 26 tuổi, công việc hiện tại là kỹ sư cầu đường và em đang công tác tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Quận 9 mà xuống Bình Dương thì cũng gần đúng không em? Cũng gần. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em á là em rất là thích nấu ăn và nấu rất là ngon chị. Rất là ngon. Dạ. Em nấu ngon nhất là những món gì? Đặc sản gia truyền món em gia truyền nấu được 3 đời rồi chị. Đó là làm món chả nướng á chị. Chả nướng là cái gì trong đó em? Dạ, đầu tiên á là mình phải mua thịt thân á chị, về cái mình luộc xong mình xé ra như là chà bông á chị. Mình bỏ gia vị gồm có tiêu hột, tiêu sai, hành tím, hành tây, mình bầm nhuyễn ra chị, với trứng tôm khô nữa. Nghe sau đó mình đem đi nướng lên. Nướng lên. Dạ. 3 đời đó hả em? Dạ. Xuất sắc. Đó là những cái ưu điểm, còn mình có khuyết điểm gì không? Dạ, nhược điểm của em á là lúc mà gặp lần đầu tiên á thì em hơi nhút nhát. Em không có dám ở nhà một mình chị. Em không có ngủ một mình được. Sao vậy? Em không biết từ bé tới lớn. Thì giờ em ngủ dạ, hiện giờ em đang ngủ với ai? Hiện tại em đang ngủ chung với mẹ với cháu gái em. Yên tâm, sau buổi hôm nay sẽ có người. Dạ anh ơi. Sao em? Anh làm kỹ sư cầu đường gì, anh có hay thường xuyên đi công tác không anh? Anh chủ yếu anh ngồi ở văn phòng anh làm việc em ơi. Anh có đi đêm không anh? Có, lâu lâu anh cũng hay đi về đêm. Về nhà ngủ không? Nếu mà anh đi đêm thì một là anh phải dắt em theo, còn hai là anh phải tranh thủ về sớm. Chứ nếu không có anh chắc em ngủ không được á. Anh nói vậy, nói vậy. Dễ thương quá. Rồi, còn em trai em có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, em có ưu điểm là em rất là thích hip hop. Hip hop hả? Dạ. Em chơi hip hop từ năm lớp 8. Ừ, vậy đó hả? Dạ. Hồi mở màn lên biểu diễn cho bạn nữ coi luôn nha. Dạ, dạ. Rồi, còn khuyết điểm? Khuyết điểm là em hơi nóng tính trong công việc. Bây giờ em khắc phục được phần nào? Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào nè? Dạ, em muốn tìm một người bạn trai tính cách á là hiền lành, vui vẻ và phải biết yêu chiều bạn gái chị. Rồi, có cái gì nữa không? Em không thích mấy bạn trai mà bụng bự nè chị. Đầu hói nè, hút thuốc nè. Tôi nghe có tiếng bước chân. Tròn tròn xíu chị.
Bụng bự nói sao mà không thích? Tại vì em người nhỏ anh, ví dụ như em ngồi phía sau xe anh đó, em không thể nào ôm hết nguyên người anh được. Bụng bự á, dạ. Tao khoái ôm lắm, ôm nó ấm. Đầu hói mắt mới vậy đó. Nhìn nó không có đẹp anh. Trời ơi, đầu hói đẹp. Mấy người mà người ta gọi là thành đạt đó thì ta suy nghĩ nhiều quá, nó hơi rụng dài cộng. Hói là thông minh nha em. Anh thiệt á, anh không hiểu tại sao phụ nữ lại không thích hói. Bây giờ hói là xu hướng, bụng bự là thời trang. Anh hiểu không? Nhớ câu này nha. Rồi em có một cái gọi là mẫu hình nào không? Em thích một người giống như anh Quyền Linh vậy đó anh. Ủa? Vậy là chuẩn rồi đó anh. Hả? Dạ. Anh này hơi giống giống á. Được. Rồi. Mẫu người giống anh Quyền Linh. Khoái rồi, khoái rồi. Đầu năm ông Mai được khen là khoái rồi. Bây giờ hơi ít tóc. Chào em. Chào dữ tụi. Chào em. Tướng con bự á. Tướng tá cũng giống anh Quyền Linh quá ha. Dạ. Bự ha, ngon lành ha. Rồi, mình đã tính tới chuyện lập gia đình chưa? Dạ giờ tính rồi chị. Tính rồi hả? Dạ. Bao lâu nữa đám cưới được? Dạ cỡ năm nữa. Một năm. Dạ. Có được cái gì rồi? Tức là tiền đám cưới thì có ba lo. Trời ơi, sướng vậy, lớn vậy không tự lo mà để ba lo. Không, cho mượn thôi, bắt đầu chuyện làm trả. Thứ hai là để dành tiền để sau này mua nhà ở đây. Để dành chưa? Đang để dành. Đang để dành, được. Đang để dành. Mà ba, mượn ba sao không mượn mẹ? Mẹ dạ. Dễ, mình mượn mẹ đi. Dạ mẹ cũng cho ít nữa. Cho, dạ. Ba là cho mượn mà mẹ cho luôn đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Biết ngay mà trời, mấy mẹ thương con trai lắm. Dạ. Được ha. Dạ. Rồi, chị hy vọng hôm nay hai đứa hợp. Bây giờ mình nghe ý kiến của gia đình đi ha. Em trai đi với ai? Dạ em giới thiệu là mẹ em đi chung với mẹ em ở Vũng Tàu lên. Vũng Tàu lên, Vũng Tàu lên. Chào cô. Chào cô. Chào anh Quyền Linh. Chào. Dạ. Dạ chào chương trình. Nãy giờ thấy con dâu tương lai bên kia thế nào? Dạ trước hết cho em muốn bắt tay con dâu tương lai, bắt tay bạn gái của Việt Dũng. Dạ. Dạ cảm ơn chương trình. Chào dạ, con. Chào bác. Chào con. Dạ. Mẹ chồng về là không có khó đâu em. Nhìn bắt tay là thấy dễ vui rồi đó. Thứ nhất là cháu làm về ngành pháp lý, là cháu bảo vệ công lý cho cuộc đời này, đem lại hạnh phúc cho mọi người. Rồi qua cái cách mà nói với cháu là cô mắc cỡ, là vì cô không biết nấu ăn, không biết làm món gì hết, cô rất là vụng về, ngoài biết luộc rau lang thôi. Chắc có lẽ cái cảm nhận á, cái cảm nhận là 70% là cô thấy tụi con là một đôi bạn đấy. Còn tình yêu á, là duyên phận, mà vợ chồng là duyên nợ. Dạ. Hôm nay tụi con đến đây đó là duyên phận. Nếu mà cô gặp con thì cô phải nói như thế này. Good. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn good rồi đó. Good rồi ha. Ừ. Thoải mái rồi. Dạ. Hôm nay mình đi với ai nè? Dạ em bữa nay em đi chung với anh chị hai em, mấy chị đồng nghiệp với lại hội bạn thân của em chị. Dạ hả, đi đông quá ha. Dạ. Nguyên gia đình luôn ha. Dạ đây là chị hai, còn em là đồng nghiệp của bé Hương. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào toàn thể trường quay. Bé Hương là công việc thì rất là thông minh và lãnh lời, biết kính trên nhường dưới, về mặt nữ công giao chánh thì rất là tuyệt vời. Còn về bạn trai thì nói chung hồi nãy cô cũng đã bên hay cũng đã nói rồi là lấy nhau thì là cái duyên nợ. Cho nên là hôm nay cũng mình có duyên gặp nhau thì hai đứa cho cơ hội tìm hiểu. Còn tiến tới được với nhau hay không thì thời gian rồi trả lời. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt ha. Tụi chúng ta trò chuyện xem có nợ với nhau hay không. Kéo màn. Tên bạn em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng em. Rồi. Dạ. Đó. Bây giờ đầu tiên á Dũng, Dũng thể hiện những cái gọi là thế mạnh của mình cho bạn gái xem đi. Dạ dạ, bây giờ em xin rap một bài cho em sáng tác. Mới suy nghĩ ra. Rồi, hay quá. Hay quá. Vô, anh đã đi rất nhiều nơi, anh đã gặp rất nhiều người, nhưng làm sao anh không gặp được một nửa của cuộc đời. Em đó chính là em đó, một nửa của cuộc đời của anh đó. Yeah, người con gái rất là xinh. Hôm nay là ngày Tết, anh chúc em lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng tươi trẻ. Chúc anh Quyền Linh và chị Cát Tường lúc nào cũng xinh đẹp và tươi trẻ. Yeah, anh là ai? Anh là Dũng, anh đến từ Vũng Tàu có biển xanh và cát vàng. Anh muốn đường cùng em về vùng biển vàng. Mình sẽ sống nhìn ngày hè trong nắng dưới bóng dừa lạ lơi đó. Anh hát có hay không? Anh hát như là bay. Anh hát làm cho em say. Say cứ mang tình ca. Hay quá. Em cảm nhận như thế nào em? Hả? Dạ
Trước giờ là em chỉ mới được nhận thư tình thôi chứ chưa bao giờ được ai hát tặng trực tiếp hết nên em cũng mới chế rồi đó. Yeah. Ha. Yeah, yeah, yeah. Hôm nay Dũng hát hay quá. Yeah, yeah. À, cắt được. Yeah, yeah. Hai đứa nói chuyện đi. Yeah. Thì không biết em đã muốn có chồng chưa? Nếu mà chưa muốn có chồng thì em chưa có tham gia chương trình này đâu anh. À yeah. Người ta nói lấy vợ khổ lắm á. Riêng anh nghĩ là lấy vợ rất là sướng. Lúc đó về không còn cô đơn nữa. Giống như anh bây giờ về cô đơn lắm. Nhưng anh sao có sợ bị quản lý không anh? Quản lý đừng có gắt quá được em. Vừa. Em có hay thích đi phường không? Đi xa dạ đi. Không, tại vì mẹ em cũng khó lắm. Quản lý thời gian rất là chặt chẽ. Sau giờ làm ở cơ quan thì thường em chỉ về nhà thôi chứ không có đi hết. Còn nếu mà đi á là mẹ em sẽ chở em đi. Vậy hả? Chết rồi. Áp lực quá. Tức là hồi xưa giờ là mẹ em chở em đi học không luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Trời. Không sao. Bây giờ nè, anh có ý là dạ. Mẹ chở bạn gái đi đúng không? Dạ đúng rồi. Em chở mẹ theo. À. Đó, mẹ em sẽ làm việc về phụ huynh. À. Còn em về làm việc về học sinh. À. Ý tưởng hay anh ơi. Good idea. Thôi bây giờ vậy, bạn trai hồi nãy nói nhảy hip hop gì đó. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Nhảy thử cho mọi người xem, cho biểu diễn cho bạn gái xem. Tướng bự chứ cũng làm gọn lắm chứ bộ. Thấy cái này quá đa tài lắm rồi nha. Đúng đó, tại vì cái sàn này là khó nhảy mà cái chỗ này nó hẹp nữa. Mà nhảy như vậy là quá dữ. Cái bụng tuy bự nhưng mà đưa lên không xoay vòng vòng. Thiệt là hay. Chúng ta chỉ còn 30 giây. Chúng ta nhìn kỹ vào mắt nhau. Nói một câu gì đó thật nhất trong lòng mình lúc này. Mình nghĩ gì về đối phương hoặc là cảm nhận của mình như thế nào. Rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không nha. Xin mời hai bạn. Em gái nói trước đi. Bạn trai thở một chút. Em thấy anh này có nhiều tài lẻ lắm anh. Giỏi. Anh có nhiều tài lẻ nhưng tiền anh tiền trắng không à. Khỏi lo rồi. Tới em trai. Thì anh cũng hy vọng là em sẽ đồng ý làm người yêu của anh. Và chúng ta sẽ đi xa hơn. Vậy thôi. Dạ. Rất dứt khoát. Gọn ghẽ vậy. Ngày anh quá. Hy vọng em sẽ là người yêu của anh. Rồi chúng ta trả lời bằng nút bấm. Nhắm mắt lại suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời bạn. Xin mời bạn. Em có bấm không chị? Hả? Muốn xỉu. Muốn xỉu. Nhảy không mệt mà không bấm nó muốn xỉu luôn. Em tưởng đứng luôn á. Dạ. Bạn gái cũng hoảng hốt ha. Yeah. Lò đấy. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi. Trước mọi người nha. Chúng ta nói những cái gì chúng ta phải giữ tất cả những điều đó. Yeah. Bởi vì cái băng hình này không có xóa đi được đâu. Yeah. Đây là món quà dành cho các bạn. Những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Nơi đây lãng mạn trữ tình lắm. Cảm ơn mọi người. À, xin phép chị gái mình làm thủ tục đầu năm đi. Nói gì xin chưa? Cho phép em làm khai trương đầu năm. Khai trương cái gì? Khai trương cái gì? Trời hung, hung mà nó kêu khai trương luôn. Xin phép cho em hung. Thôi em làm. Nhất khoát quá làm. Má đàng hoàng chứ. Có nhiều anh trai rồi. Bạn thân rồi anh nuôi. Ủa cái anh nuôi thì thôi tôi chấp nhận cũng được đi. Mà cái bạn thân với lại cái anh trai mắc mới gì à, anh trai để ý em nói là anh trai nhận đâu ngoài về á. Chứ anh trai là nuôi nuôi đúng không? Dạ nuôi á. Hồi đó vậy em cũng bị mấy lần rồi mấy em cũng nuôi nuôi mấy người rồi đúng dạ, không? Dạ không. Mấy bạn nữ trước của em á thì em nói sao đi với bạn đó nhiều quá. Nói không này anh trai kết nghĩa của em. Kết nghĩa xong rồi hai đứa cự nhau cái đi với bên kia luôn. Chị Cát Tường, em tên là Lê Nam Phương và năm nay em 25 tuổi, em đang làm nhân viên ngân hàng. Bạn trai. Em tên là Trương Quốc Cường, 30 tuổi, nhà ở quận 11, nghề nghiệp hiện tại của em là cầm đồ. Cầm đồ tức là mình làm mà chủ hả? Tiệm nó hay là sao em, hay là nhân viên? Dạ, cầm đồ tức là em làm cho vay trong ngân hàng mà em hay nói vậy. Anh làm ngân hàng nào
bạn? Dạ, em làm bên ngân hàng xuất nhập khẩu Eximbank. Em làm ngân hàng nào? Dạ, em làm bên BIDV ạ. Tưởng đâu nhiều khi chung ngân hàng mà người ngồi trên, người ngồi dưới, người trong, người ngoài không nhận ra nhau, phải nhờ tới chương trình mới vui lắm. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, lý do tại sao em ấy? Chắc là do em làm thơ á. Hả? Em phát hiện ra một cái mối quan hệ khá là mật thiết, và khi mà em làm thơ tặng ai đấy là coi như là người ấy không đến được với tình ấy. Ồ. Mà bữa nay có làm thơ gì tặng anh bên này nữa không? À, dạ có. Nữa hả? Trời ơi. Có làm thơ nhưng mà em tặng cho hai anh chị. Bạn nam có thể nghe ké thôi. Rồi. Em xin phép đọc ạ. Tháng tư về đợi vừa rào trước ngõ, bạn muốn hẹn hò trao gửi tơ hồng xưa, hai chúng mình đi hết bao mùa mưa, cùng đợi chờ người chưa từng gặp mặt. Giữa Sài Gòn nắng dâng trong đôi mắt, khoảng cách nào đứng giữa em và anh, tấm rèm nhung ngăn nửa trái tim chân thành, hai MC Quyền Linh Cát Tường sẽ mai mối, hạnh phúc mỉm cười khi trái tim mở lối, đường đời yêu thương nắm tay nhau ta về. Hay quá. Dạ. Giọng rất là ngọt ha. Chị bắt chanh vô thôi uống luôn cũng được, khỏi cần bỏ đường. Bạn có sở trường gì? Em tính toán rất là nhanh. Đúng. Dạ. Là làm ngân hàng mà, câu cho vay nữa. Sở trường. Dạ đúng rồi. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà xét về tình yêu mà hai người á thì chưa có chị ạ. Chưa có. Dạ, còn xét về tình mà một phía thì chắc cũng có. Nói chung em là người khá là thẳng thắn và sống thật với cảm xúc của mình ấy, nên em cũng có chia sẻ với bạn ấy là tớ rất thích cậu, nhưng mà hầu như là nhận được cái sự từ chối. Bạn ấy nói thơ nhận nhưng người không nhận. Cái người đó kỳ quá vậy. Dạ, bình thường ấy là con trai là tỏ tình với con gái trước, nhưng mà em lại là con gái đi tỏ tình với con trai trước. Ừ. Thì đối với những người mà quan điểm truyền thống thì họ nói ôi như thế là không được. Bạn trai quan điểm như thế nào về cái điều bạn gái vừa chia sẻ bạn? Thì em thấy chuyện nó cũng bình thường thôi, nam nữ gì mình cũng có thể chủ động được, không sao hết. Đây là bạn nam ấy chắc có suy nghĩ giống em là nó bình thường, nhưng mà đối với những người khác thì điều đấy nó không bình thường. Trời thôi, cái bộ bình thường là suy nghĩ của em thôi. Ừ, em tự ti quá. Nhiều người nó không thấy bình thường không sao cả. Tự tin lên em. Đúng rồi. Bây giờ bạn trai, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Tới nay em trải qua là 2 rưỡi. 2 rưỡi. Rưỡi là sao bạn? Thì có cái mối tình gần đây nhất thì giờ em ngẫm lại không biết nó có phải là một mối tình không, nên thôi em tính hơn nữa. Qua 2 mối tình rưỡi đó, bạn rút được kinh nghiệm gì? Không có rút được những cái kinh nghiệm gì hết, mà toàn những điều kinh khủng không à. Thì đó, qua những kinh khủng đó mình mới có kinh nghiệm hơn. Mình có đặt ra tiêu chuẩn gì ở người bạn gái mình muốn tìm không? Dạ, tiêu chuẩn của em thì nó đơn giản lắm, chỉ có 3 từ thôi, là 1m6, 50kg với lại nhí nhảnh. Dạ, em chắc đạt được khoảng 30% chị ạ. Cái gì mà tự cô này cũng tự ti vậy? Dạ, dễ là sợ em, tự em, tin em, lên. Em chỉ có nhí nhảnh thôi anh ạ. Về cái 1m6 với lại 50kg thì em nghĩ là chắc không đạt rồi anh ạ. Dứt khoát là phải 1m6 với 50kg hả? Dạ, thì mình nói hình tượng ra vậy thôi. Em là người của những con số mà, cái gì cũng phải có ra số mới biết được. Thôi, thôi cái đó một chút xíu nữa mình kéo màn lên, mình sẽ mặt đối mặt rồi mình thương lượng sao. Anh có tiêu chuẩn đúng không? Thì em có tiêu chuẩn. Em không đặt nặng về vấn đề ngoại hình đâu, nhưng mà em hơi nhỏ người á, cho nên em muốn một người mà che chở mình, có thể chăm sóc được cho gia đình. Và đặc biệt đó là không nhóm máu O anh ạ. Anh nhóm máu gì ạ? Em nhóm máu AB. Tại sao không có nhóm máu O liên quan gì? Tại em cũng máu O, cho nên em nghĩ là nếu như người máu O á thì họ giống mình nhiều quá. Nhược điểm của người máu O á là chỉ cần uống một chút cồn thôi thì mặt đỏ lên, cho nên là em máu AB mà em uống một ly cũng đỏ. Cái này chắc không đúng. Từ xưa vậy, chưa thấy người yêu nào đi tìm người yêu mà phải phân tích nhóm máu. Thì nhóm máu nữa là 10, còn nếu không á là 9.9 là được rồi. Bởi vì nếu như mà anh tròn quá thì anh sẽ lăn khỏi tay của em, cho nên 9.9 anh là không tròn đâu, không lăn khỏi đâu, sợ. Sao vậy? Nói chung che chở trước cơn bão gió chứ cũng hơi mệt. Ví dụ như anh không che được mà anh lấy dù che được không? Lấy dù che còn mệt nữa, cầm cái dù gió nó mọc lên còn mau bằng. Ủa là sao? Thì mình độn mấy cục đá vô cho nó nặng hơn. Không nhỏ lắm hả? Tướng người bên đây mảnh khảnh lắm. Trời đất ơi, gió thổi chắc hai đứa bay luôn á. Sao? Thấy cổ lành không? Dạ thì nói nhiều vui vẻ, em thích. Dạ. Thích phải không? Dạ. Bây giờ nếu mà phù hợp thì bao lâu thì mình sẽ kết hôn được? Năm sau, chuẩn bị hết trơn rồi, thiếu mỗi tên cô dâu nữa. Ủa, câu này nghe quen lắm nè. Cái điểm gì em không thích nhất ở người phụ nữ? Có nhiều anh trai rồi bạn thân rồi anh nuôi. Ủa, cái anh nuôi thì thôi tôi chấp nhận cũng được đi. Mà cái bạn thân với lại cái anh trai mắc mới gì? Anh trai để ý em nói là anh trai nhận đâu ngoài về á, chứ anh trai là nuôi phải không? Dạ, đúng nuôi á. Hồi đó giờ em cũng bị mấy lần rồi. Em cũng nuôi mấy người rồi đúng dạ, không? Dạ không, mấy bạn nữ trước của em á thì em nói sao đi với bạn đó nhiều quá, nói không này anh trai kết nghĩa của em. Kết nghĩa xong rồi hai đứa cự nhau cái đi với bên kia luôn. Hỏi bạn em có anh nuôi anh kết nghĩa gì không? Dạ không chị ạ, bởi vì em sống rất thật cảm xúc của mình. Cái vấn đề mà anh nuôi em nuôi á, nó chỉ là một cách vỏ bọc để chúng mình che đậy cái cảm xúc của tụi mình thôi, cho nên em không thích như thế. Đúng rồi, em đồng ý rồi. Có lẽ bây giờ hai bạn nói chuyện qua lại cũng cảm nhận về nhau chút xíu rồi,
chúng ta hỏi thêm người thân để xem bạn trai có đi với ai không. Dạ em đi với một anh đồng nghiệp với em gái của em. Em gái đi. Theo cảm nhận của em thì chị dễ thương, năng động, rất là vui vẻ. À, kế bên là sếp của anh hả? Rồi chào sếp cái đi. Theo sếp thì có duyệt cho vay không? Nhìn bạn nữ bên đây là rất là dễ thương, có cá tính, rất là hợp với Cường. Nhưng mà thấy chấp người không biết có được sếp trên nữa gì không. Bạn nữ, thân quen nhau. Bạn áo trắng. Bản thân Nam Phương thì sống tình cảm, rất ít bạn bè. Cho nên là nếu mà bạn là bạn trai của Nam Phương thì bạn có sẵn sàng để cho Nam Phương xem bạn là giống như là cái mối quan tâm duy nhất á. Tính mình là quen xong thì cũng chỉ biết có hai đứa không à, không có biết nhiều lắm, cho nên là mỗi lần cứ có một người yêu là cứ rụng mất nóng bạn. Phương á rất là kỳ vọng buổi gặp gỡ hôm nay, cho nên là hy vọng là bạn không làm Nam Phương thất vọng. Thì mình rất là vui nếu mà hai bạn đến được với nhau, và càng vui hơn nếu mà năm sau các bạn có thể cưới nhau. Hey, để anh qua xem mặt bên thằng gái thế nào nha. Chào dạ. Bạn rất là xinh, cười tươi. Dạ. Đọc thơ rất hay ha. Dạ cảm ơn anh ạ. Dễ thương lắm. Thương có dễ không mới quan trọng. Kéo mà, chúng ta có 2 phút để gặp gỡ. Bắt đầu. Tặng bạn món quà. Dạ cảm ơn anh ạ. Dạ. Em thấy anh thì cũng dễ thương. Lúc mà nghe giọng nói của anh thì em thấy anh điềm đạm. Chưa biết mình có kết quả sau này có đi được với nhau hay không, nhưng mà anh là một người rất là đặc biệt đối với em. Tại vì anh là người đầu tiên xuất hiện ở cái ngày đầu tiên mà em 25 tuổi. Hôm qua là sinh nhật của em á. Nhìn em thì anh thấy em cũng xinh xắn. Anh ơi, anh nói là nếu mà được ấy thì năm sau mình lấy nhau đúng không? Tụi mình lấy nhau ấy thì em về làm dâu ạ. Chắc một cả 1-2 năm gì đó. Dạ. Được không em? Em làm được thì có gì sai sót thì bố mẹ có thể chỉ bảo mình dần cũng được. À đúng rồi, là anh có họ bảo là cái người bạn gái của anh á là phải cao từ 1m6 đổ lên. Nhưng mà em thì không đủ được 1m6 đâu. Nhìn người cũng không có mập mạp lắm. Thì mẹ nói 1m6 tức là cho em nói bao gồm guốc rồi cũng được. Không sao đâu. Anh cũng đâu nói là bao gồm guốc đâu. Đâu nói 1m6 đi chân không thôi. À dạ. Nói chuyện tới sáng luôn nè. Anh thấy em cũng rất là dễ thương, vui vẻ. Có nhược điểm gì không anh? Nhược điểm thì phải tiếp xúc nhiều thì mới biết được. Em rất cảm ơn anh về món quà này. Vì đây món quà mà đầu tiên em được nhận từ một người nam. Coi như là sinh nhật em. Vâng, cảm ơn anh. Giờ em như thế là đã vui rồi ạ. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Mời bạn trai và bạn nữ gái để tay vào nút bấm. Và bây giờ thời gian quyết định bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Sao không bằng nào bấm vậy? Dạ thì nói chung em đã nói là em hơi bị lạ, cho nên là có những cái nguyên tắc của em thì cái đó cũng rất là khó để hai đứa có thể tiến xa. Em cũng chia sẻ là em càng người nhạy cảm lắm, cho nên là khi lần đầu gặp đầu tiên mà em thông qua nhiều cái hành động của chị là em có thể biết được cái tình cảm người đó dành cho mình như thế nào. Thì nếu như mà họ không chọn mình thì mình cũng tôn trọng cái quyết định của họ, không sao hết ạ. Có khi nào tại làm thơ nữa không ta? Chắc không phải đâu chị. Mai mốt gặp bạn nào đừng làm thơ nữa nha. Dạ. Không, nhưng mà đó là cảm xúc của bạn ấy. Khi bạn ấy dâng trào cảm xúc. Ngoài chuyện tình yêu đừng làm thơ. Làm thơ tặng ai bất kỳ cái gì cũng được. Mong rằng chúng ta sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trong một ngày sớm nhất. Thôi, hôm nay dù sao cũng là cái duyên chúng ta trở thành những người bạn làm chung ngân hàng với nhau, trao đổi về nghề nghiệp. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình nha. Tôi tức cô rồi đó, tôi nói bực cô rồi đó. Vậy bây giờ em đi nhận cho anh nha. Đi nhận cái gì? Nếu như anh không đồng ý thì em xin phép được gác máy em chào anh. Ây da, trời ơi. Thôi bây giờ mình giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào, chào chị Cát Tường. Chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Võ Hữu Khương. Năm nay em 24 tuổi. Em đang là kỹ sư an toàn. Sư an toàn là sao? Dạ là mình coi về các công tác an toàn ở trên công trường hoặc là nhà máy này kia chị. À quê em ở đâu? Dạ quê em ở Tiền Giang, em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em tên là Lê Thị Hồng Phượng, hiện tại thì em 22 tuổi. Em quê ở Long An. Em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại công việc của em là em đang làm bên mảng chăm sóc khách hàng của nhà mạng Vinaphone ạ. À vậy ha. Dạ. Chăm sóc khách hàng. Một bên là bảo vệ an toàn cho mọi người ha. Dạ. Cũng được. Một bên Tiền Giang, một bên Long An. Hợp lý quá. Hợp lý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì em? Thì điểm mạnh của em thì em hòa đồng, dễ gần. Nói chung là mới gặp em có thể tiếp chuyện được với người đó. Và
hơi khủng xíu, hơi lạy xíu. Khủng lạy là sao em? Tức là em khi mà em cảm thấy người đó hợp với mình rồi, hợp gu rồi là em lạy hết mức và khùng hết cỡ. Đang làm việc thì em đang nói chuyện khách hàng, có thể em nót máy lại, em hát một câu ngu ngơ nào đó. Em câu giờ khách hàng vậy đó hả? Không, nót một xíu thôi, em hát chừng câu vài 4-5 chữ thôi. Còn nếu như còn điểm yếu thì em hơi nóng tính một xíu. Và khi mà em nóng tính rồi thì nói chung là bất cứ ai nói cái gì em cũng không có nghe hết. Bây giờ thí dụ anh là khách hàng nè, gọi tổng đài em nè. Alo. Dạ, số 6156 xin nghe ạ. À, làm ăn gì kỳ cục vậy? Đứt mạng hoài vậy? Dạ anh gặp tình trạng đứt mạng, chưa cần mạng không được hay sao anh? Mạng wifi hay là 3G ạ? À? 3G wifi gì cũng bị đứt hết. Hiện tại anh vui lòng cho biết bật mạng lên trên cột sóng điện thoại có hiện lên chữ H cộng E 3G hay 4G gì không anh? 4G H cộng gì đứt hết, không hiện gì hết á. Giờ cũng tính sao với tôi? Trường hợp này để em hướng dẫn anh reset. Không hướng dẫn cái chân á. Hát đi, hát bấm nút, bấm hát. Không thì chẳng phải không có bấm chị. Tôi tức cô rồi đó, tôi nói bực cô rồi đó. Vậy bây giờ em ghi nhận cho anh nha. Ghi nhận cái gì? Nếu như anh không đồng ý thì em xin phép được gác máy, em chào anh. Ê, trời trời. Thường em có hay gác máy không? Có chị cục nào căng lắm nhưng mà hiếm ai, khó tính nhanh lên lắm. Còn cái vụ hát đi, hát vài câu giả tỷ à, nhưng mà em hát dở lắm chị ơi. Kệ, nó kệ, khách hàng đâu nghe đâu. Em coi như em gác hát mình vậy đó. Hát anh bên kia xỉu luôn, không bấm nút nữa chắc còn chết em nữa. anh đang sẵn sàng lắng nghe thôi này. Để vài bữa có gì về em hát riêng cho anh nghe. Trời ơi, cô này cô duyên dễ sợ dễ thương khủng khiếp luôn á. Bạn trai nãy giờ im re vậy em? Dạ nghe, em thấy sao em nghe nãy giờ ốc cục em nổi quá trời chị. Bây giờ tình trường đi. Em trải qua hai mối tình. Mối tình hồi cấp 3, chia tay được khoảng 1 năm. Cuối năm 3 em quen một bạn chung với trường của em. Thì bạn đó thì quê ở Bình Định, cũng dắt về nhà cho ba má ra, cho ba má coi mặt luôn. Mà ba má nói là trời ở Bình Định sao quá, ba má không cho quen. Em ơi, rồi vậy mốt em dắt anh về rồi lỡ cũng vậy rồi bỏ anh luôn hả? Không anh, anh Tiền Giang là em kết rồi. Dễ thương gì mà sao mà ế được, biết nữa à? Tại vì cái môi trường làm việc của em á chị thì thường là nam. Bạn nam cũng có, nữ cũng có, nhưng mà nam hầu như bạn trai của họ thì đẹp trai hơn họ nữa. Em sợ men lên bạn lắm, cho nên khó kiếm bạn. Nói chung là có mấy anh IT lên trên đài nữa thì em cũng có ghẹo luôn thiệt. Ghẹo mà mấy ảnh không lắm để xử máy cho em luôn. Rồi, nãy giờ bạn gái chia sẻ nhiều rồi đó, bây giờ bạn trai chia sẻ đi. Dạ thì từ trước giờ thì gọi là yêu chân thành thì em cũng có trải qua hai mối tình. Gần nhất thì lúc em học năm 2 đại học thì cũng quen gần 1 năm. Nhưng mà cái người em quen thì cũng cấp 3 thôi. Thì cũng con nít với nhau rồi nó chia tay. Do tính chất công việc nó cũng sáng đi chiều mới về thì cũng không có thời gian. Tụi em thì lười lắm, kiểu như chưa tìm được bạn nào thích hợp thì là cứ nằm ở nhà em chơi thôi mà. Cho nên em mới tới giờ. Giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thì em thích mấy bạn nữ là cao khoảng 1m6 đâu lên. Thích bạn nó có cá tính xíu như bạn kế bên. Về với em bị ăn hiếp nhiều lắm nhưng thì em thấy cũng ok rồi. Bạn em có công việc ổn định thôi. Mình nó ổn định rồi đó. Không à, nếu mà cắt máy khách hoài còn chưa chắc ổn định rồi nha. Rồi bên kia. Anh ơi, em không cao được 1m6, 5'8, 5'9 gì à, không tới 1m6. Còn nhiều đâu. Trời, cũng có 2 phân thôi em, không sao nữa. Em thích bạn trai thì sao? Nói cho anh nghe nè. Bạn trai có một nụ cười giống Ngô Kiến Huy. Không có giống Kiến Huy, Kiến Lửa được không? Bạn trai cao tầm khoảng 1m67 đến 75. Không mập, không ốm, tại em ốm rồi. Anh bên kia ơi, anh có biết nhậu không anh? Dân có em. Anh nhậu bia khoảng được bao nhiêu chai? Thì chừng nào người ta về thì anh về. Vậy được rồi, được rồi. Lâu lâu anh em mình buồn bài ra nhậu ha. Vui hả? Anh em mình buồn. Hồi nãy là anh quên nói là anh thích mỗi bạn gái là biết nhậu với anh. Mấy chai? Em thì nhậu rượu đế không? Không, em uống rượu đế em cũng không biết uống rượu nhiêu, nhưng mà uống bia chắc em uống tầm khoảng từ 5 đến 6 chai tùy hứng nữa. Anh thật sự anh thấy cô gái này anh khoái dù cá tính đó nha, coi mặt cái coi. Hello. Dạ, chào anh nhìn lên. Trời ơi, bây giờ anh tưởng tượng khác. Không nhận em lạ thiệt á. Lạ không anh? Lạ. Nó bậy em cúp máy bây giờ. Em thấy cũng lạ. Đừng có gạt gác máy với anh nha. Dạ, gác máy là phương án tốt nhất. Em có thích lãng mạn không vậy? Em cũng thích một tí nhưng mà đừng lãng mạn quá. Em không thích, đừng nói những từ ngôn tình. Em thấy sến lắm. Dù hôm đó là ngày lễ đặc biệt gì đó, rồi anh về sớm anh làm hết nhà giùm em, có gọi là lãng mạn không? Không, thì nó có gọi là sến không? Không, anh sến tức là nói những cái từ mà ví dụ như là anh yêu em, khi nào biển cạn thì anh hết yêu em. Đó, đúng rồi, đó ngôn tình. Còn nếu như anh làm phụ việc nhà của em quá sướng rồi, em nằm không, sướng mình chết luôn, cái gì đâu.
Em không thích gì ở bạn trai? Bạn trai á? Ừ, hút thuốc anh. Anh không hút thuốc em ơi. Từ được rồi, được nhỏ rồi. Tới lớn không hút thuốc. Không thích gì nữa không? Không thích bạn đó. Hay cằn nhằn em, hơi gia trưởng nữa. À, nói chung là thường thì em có những cơn lười biếng bất chợt thì đừng có giận em, mà được rồi, từ từ em làm. Công nhận em hay thiệt nha, em có những thứ bất chợt hay thiệt. Nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được nè? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm chị. Còn nhỏ vậy lấy cứ lấy luôn hả? Tại vì còn nhỏ chụp hình cưới cho anh đẹp. Oh, hay, ý đề hay nè. Duyên lắm. Em chào chị. Nếu mà được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân? Thì em cũng đang dự tính là 6 tháng đến 1 năm. Tức là em nghĩ đẹp nhất là tháng 6 năm sau. Tại sao? Em cũng còn trẻ quá mà, lấy vợ chi sớm vậy em? Tại vì em suy nghĩ là mình an cư là mình lạc nghiệp chị. Là em muốn còn trẻ thì mình có gia đình sớm thì mình mới có cái mục tiêu để mình phấn đấu cho tương lai. Có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích người bạn gái mà giấu giấu gì đó. Em thích một người là ngay thẳng thôi. Có cái tật xấu gì mình chưa chia sẻ không em? Dạ thì cái tật xấu của em thì mọi người nói là em hơi khó tính xíu. Trời ơi, mới chút xíu vậy mình khó tính. Dạ tại vì ví dụ như em khi mà làm việc gì á thì em đã nói là em phải làm liền. Nhưng mà nhiều khi cái quyết định của mình nó chưa đúng, mình phải đem ra mình bàn với những người thân mình chứ. Dạ đúng rồi, thì bởi vì em mới cần lập gia đình để có vợ hay bàn gì với đó. Vợ dạ không? Đúng rồi. Sau này lấy nhau về thì kinh tế ở nhà ai quản lý? Nếu mà vợ em thích giữ hết thì cũng được. Chị hết ngày cấp cho anh 50 được không anh? Được em. Chỉ cần mỗi tối là em nhậu với anh là được. Anh khỏi đi đâu đâu có. Nhậu thì anh đừng có lo, em thích nhậu mà. Bây giờ mình gặp người thân đi. Đi với ai nè? Em đi với đồng nghiệp với em, với chị gần nhà chị họ em. Rồi, để cho chị gặp đồng nghiệp với chị họ của bạn gái. Dạ, em chào chương trình anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào chị. Thì thấy hai bạn nét tương đồng hơi nhiều. Tính Phượng thì đôi khi cũng còn con nít lắm. Với lại mong bạn là chịu được cái tính là sáng nắng chiều mưa, tối đông đưa chiều cường của Phượng. Nhưng rồi. Mà thấy cái này được không? Đánh giá riêng thì bạn thì có thể là cho 9.5. Còn với bạn Phượng thì không biết là bạn Phượng sẽ đánh giá bao nhiêu. Cảm ơn bạn. Trai đi với ai? Dạ thì hôm nay em đi với bạn thân của em, với ba đồng nghiệp. Dạ, xin chào chương trình. Khương thì người rất là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình công việc. Bạn ấy không có gia trưởng đâu, theo em nhận xét là như vậy. Và tính tình rất là hài hòa. Bây giờ quan sát bạn nữ này chắc cũng đạt được khoảng chừng trên 8.5 của bạn Khương bạn đưa ra là. Kéo màn, hai bạn sẽ có thời gian 2 phút để gặp nhau. Mời bạn. Món hoa tặng em. Em cảm ơn anh. Em thấy em sao? Em cũng là xinh. Anh khoái cái điểm nhậu lắm. Khi mà lúc mà tìm đối tượng á thì đôi lúc cũng đặt cái tiêu chí đó mà tìm hoài cũng không thấy. Trời ơi. Chỉ là tìm bạn gái đi nhậu à? Dạ. Thôi mốt lỡ mà anh dắt em đi nhậu đồng nghiệp của anh á thì anh nhậu đi em ăn cho. Ủa tới đây nói chuyện nhậu hả? Khi làm anh theo rảnh thời gian nào nhất? Hiện tại thì anh rảnh vào buổi tối và chủ nhật thôi. Nếu như hẹn hò 1 tháng anh hẹn hò được mấy lần? Tháng thì ngoại trừ 3-5-7 ngày nào cũng hẹn hò được hết. Sao là ngoại trừ 3-5-7? Thì 3-5-7 anh đang buổi tối anh đang có mắt đi học để trao đổi, tức là học thêm. Còn thường là em rảnh 3-5-7. Thì để anh xác định học lại sao đâu. Công tác mà qua ngày từng này từng kia có thường đi không? Nói chung có thể. Có thể là thỉnh thoảng thôi hay là thường xuyên? Thường sẽ hết dự án luôn em. Tại vì không thích, nếu như mà lỡ mà hai đứa có tiếng xài cứ đi công tác thì em không thích lắm. Của bạn gái rồi á thì với anh chỉ có một người thôi. Không phải có đi công tác tối anh cũng sẽ về với em. Nếu tối về em được. Anh có ngại bạn gái hơi dạng không? Không, tức là tánh anh thì với người khác thì có thể là hòa đồng vui vẻ, nhưng mà với bạn gái anh không biết nói gì, anh nhát lắm. Nói chung bạn gái cũng tính cách chọc chọc anh thì nó tốt hơn. Tại vì em rất là dạng. Thường là em nói chuyện với nhiều người, người lạ em có thể ghẹo được luôn. Đi với anh đừng có ghẹo, mất công người ta đánh. Không, tất nhiên rồi, đi với anh sao ghẹo được. Mấy người nói chứ không có làm đâu em. Mấy cái người im im, mấy người đó mới ghê. Em yên tâm, cái đó chị bảo đảm. Dạ. Rồi kế hoạch tương lai nếu tụi em hẹn hò với nhau? Em dự định là sẽ về quê. Nếu như em về quê em làm việc thì anh có thể xuống dưới, nói chung là xuống dưới để gặp em được không? Được. Hiện tại thì anh đang ở quận mấy? Người ta đang ở quận 7. Tại vì anh quận 7, em quận 12, hai đứa mình xa lắm luôn á.
xa hơn em về Long An luôn á. Bây giờ cổ đang nói là xa như vậy, giờ hẹn hò thì... cuối tuần thứ bảy em có thể đi được. Công việc của em thường là thứ bảy chủ nhật vẫn làm bình thường, ngày lễ vẫn đi làm, em làm theo ca. Nhưng mà có hẹn hò thì anh phải nói trước, em sắp xếp lịch nhờ người làm thay này nọ, hay là em xin nghỉ ngày đó. Chứ đùng cái em nói sáng em nhắn bữa nay đi chơi nhưng em là chắc không được. Tại vì cái tính của anh là thích là làm liền không à chứ. Tại vì công việc của em thích làm liền không có được. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Con cái thì em thì con trai con gái đều được anh, nhưng mà em vẫn thích con gái hơn. Em thích hai đứa, đứa đầu là con trai, đứa sau là con gái. Mỗi người nói một câu cảm nhận về đối phương. Thực sự anh nghĩ là mình sẽ hợp nhau rất là nhiều. Anh hy vọng là mình có thể có một bước tiến gì đó nó mới hơn. Đơn giản là em thấy anh chắc hợp gu với em, cho em nhậu là được rồi. Trời ơi, cô đi kiếm chồng mà cô cứ nhậu nhậu hoài hả? Trời ơi à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định bấm hay không bấm. Giờ cũng không cần phải nói gì nhiều, chúng ta hãy quyết định cho nó nhanh lẹ. 1 2 3. Mời em. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng. Các bạn sẽ có thời gian xem phim và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ủa, hẹn hò sao xách cái vỏ bự vậy? Đây là cái vỏ em thường hay đi làm, ba lô em đi làm. Bạn làm nghề gì? Dạ, em làm bên tài chính. Tài chính? Dạ. Nghĩa là ba lô rất là nhiều tiền. Không nhiều tiền đâu, ba lô chỉ là đem laptop và một số tài liệu. Bạn tên gì là gì? Dạ, em tên là Trần Tú Sơn. Bao nhiêu tuổi? 28. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra. Chào em, đi thẳng lên em, đi ngang lên, ưỡn ngực ra. Tấn công, phòng thủ. Chào em tên gì? Em tên là Mến, sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp kinh tế hả em? Dạ. Nhìn em là chị thấy rất là dễ mến. Mến chắc có nhiều bạn trai lắm ha? Dạ chưa có. Chưa có. Đến với chương trình ngày hôm nay, Mến trông mong vào điều gì? Điều quan trọng nhất là em có thể tìm được một người bạn trai hợp ý với mình. Dạ, đó, đấy đó là điều quan trọng nhất. Em đến với chương trình hôm nay. Bạn nghe bạn gái kia nói chuyện dễ thương chưa? Dễ thương à? Tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Dạ. Chung với bạn hình như làm ăn được đó nha. Kinh tế tài chính. Sở thích của bạn là gì? Dạ, em là em thường hay thích là đi leo núi. Leo núi? Dạ. Và em thích đi chạy bộ. Chạy bộ tập sức khỏe. Và không thích điều gì? Em không thích là... em không thích giặt đồ. Không thích giặt đồ? Ủa sao kỳ vậy, ai giặt đồ cho bạn? Thì không ai giặt đồ nên em phải giặt đồ. Thì là ở dơ hả? Mặt ngoài không giặt hả? Hay sao? Không phải ở dơ nhưng mà nhiều lúc là cũng hơi lười, mặc gần hết đồ rồi em mới giặt. Trời ơi, vậy giặt đồ nó thâm kim lên luôn. Mến nè, ở bên kia thì thích thể thao, thích leo núi. Nhưng mà thật sự chị nhìn cái phọt của em, chị nghĩ em có leo núi nổi không? Dạ không, em không có thích chơi thể thao chị. Không thích chơi thể thao, dạ. Chứ em thích chơi cái gì? Em thích đi du lịch cùng bạn bè, cùng người thân. Đi hát, karaoke nữa. Bạn trai bên kia đó, bên đây người ta hát hay lắm đó, bên đó biết hát không? Những cái tâm hồn nghệ sĩ mới đồng điệu với nhau được nha. Bạn biết hát không bạn? Em thích nghe người ta hát. Thích nghe vậy được rồi. Được rồi, một bên thích nghe, một bên thích hát. Bây giờ nè, chị nhìn thấy Mến rất là dễ thương, rất là duyên dáng, khả ái, nói chuyện cũng rất là từ tốn, điềm đạm. Mà tại sao em chưa có thể tự tìm được cho mình một người bạn trai? Đó cũng là điều em thắc mắc lắm ạ. Sao đến bây giờ em vẫn chưa có? Cũng có thể là do môi trường nữa. Tại vì em học trường kinh tế thì cũng nhiều con gái. Rồi em đi làm kế toán thì công ty cũng ít bạn trai nữa. Ít nhưng mà, đồng nghiệp nam. Nhưng mà từ trước tới giờ là em đã có bạn trai lần nào chưa? Dạ nếu mà tình yêu cả hai phía thì chắc là chưa. Hồi năm lớp 11 thì em có thích thầy giáo chủ nhiệm em. Trời. Tại sao em thích thầy chủ nhiệm em? Tại sao không thích các bạn cùng trang lứa mà là thích thầy của mình? Có phải là do em thần tượng bạn thầy của em một điểm gì đó mà em thích thầy của em?
Tại em cũng thích người lớn tuổi hơn em ạ. Vâng, mà em thích thầy vì thầy dạy rất là giỏi này, tính tình rất đẹp trai nữa, mà tính tình thì trai nữa. Nhưng mà cũng lạnh lùng. Đó là tình yêu hay là sự ngưỡng mộ? Có thể là do thần tượng quá mà. Nhưng mà có đến năm lớp 12, đầu năm lớp 12 á, là thầy em có chuyển trường, mà lúc ý là lần cuối mà em gặp thầy, từ lúc đó đến giờ em không gặp nữa, mà lúc ý em cảm thấy rất là buồn. Không có cái cảm xúc nào diễn tả nổi á chị, nên em nghĩ anh biết lý do tại sao thầy chuyển trường rồi. Mỗi người lý tưởng của bạn như thế nào, tại sao đến giờ bạn vẫn chưa có người yêu? Em thích những cô gái là tính là cũng có trầm tính, cũng đừng có hơi thiên về truyền thống một chút, nếu đừng có đi theo thời đại quá em lại không thích. Còn về việc tại sao em có người yêu thì chắc là thời gian tình chưa tìm tới em quá. Trong cái lĩnh vực của bạn cũng rất nhiều bạn gái mà, không lẽ chưa tìm được? 28 tuổi rồi. Dạ thực ra em cũng đã gặp một số người, nhưng mà sau một lần không hợp, em cảm thấy không hợp là bắt đầu không tìm tới gần nhau được nữa. Có ngưỡng mộ ai bao giờ chưa? Ngưỡng mộ nghệ sĩ Nhí là Phương Mỹ Chi. Ngưỡng mộ Phương Mỹ Chi. Và bây giờ gặp anh em lại ngưỡng mộ anh. Trời ơi, ngưỡng mộ thôi nha. Ngưỡng mộ quá vậy. Ngưỡng mộ. Thôi thò mặt hỏi em gặp chị em ngưỡng mộ chị luôn à. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mến nè, thì sau cái lần mà chia tay lần cuối cùng em gặp người thầy của em, đến bây giờ là chưa bao giờ gặp lại. Dạ. Bây giờ có lúc nào em nghĩ về người thầy đó nữa không? Chỉ thỉnh thoảng thôi ạ. Thỉnh thoảng có mơ thấy thầy và em nghĩ mơ thấy thầy. Thôi mình nói đến thần tượng đó, nó hơi xa vời với mình quá đúng không? Mẫu người đàn ông mà em thích, em tìm kiếm, và khi mà em đến cái chương trình này em mong có được là cái mẫu người đàn ông đó như thế nào? Không có gầy quá, hơi mập mập một xíu thôi, không có mập quá. Không có bụng phệ. Không có bụng phệ, bên đó có cái bụng phệ không? Có, bụng tôi. Rồi không có nhuộm tóc ạ. Không có nhuộm tóc. Bên đây không có nhuộm luôn. Hay là không có tóc. Thôi còn gì nữa không em? Về tính cách á, thì là một người chu đáo á, rồi biết quan tâm đến em và gia đình em nữa, rồi biết lắng nghe em nói. Được không bạn? Bạn thấy hợp lý không? Hợp lý, đó là những người đàn ông tốt thì sẽ vậy. Em nghĩ em có thể đó, em là đáp ứng được nhu cầu bạn. Có thể thì tôi xem thử xem có thể hay không. Chào bạn. Chào bạn. Sao chớp dữ vậy anh? Bất ngờ đối với tôi. Hồi nãy bên kia anh lại nghĩ khác và qua bên đây anh nghĩ khác. Bạn rất là xinh. Nhưng mà rất là đầm thấy rất là đầm thắm và rất là vững chạc. Tôi xin hỏi là lúc bạn yêu thầy đó bạn có nói thầy lần nào cho thầy biết không? Dạ không ạ, em luôn giấu cảm xúc trong lòng. Tại sao em mình yêu người ta mình không dám nói? Tại vì em là học trò thôi ạ. Thầy em quá hạnh phúc và hôm nay anh nghĩ rằng bạn bên đây giá như hạnh phúc được như thầy. Chúc mừng bạn. Rất là dễ thương bạn. Phải nói là ấn tượng. Xin phép em, chị xem trước người bạn trai bên này coi được hay không, rồi chị sẽ chia sẻ thông tin với em. Chị cũng rất là ái ngại và lo lắng cho em. Chị sợ anh Quyền Linh ảnh nổ đó. Nhiều khi không phải vậy mà anh cứ nói vậy. Sao nãy giờ ngồi mà không bỏ cái ba lô xuống đi trời, giữ của giữ vậy. Trời ơi, cứ ôm cái vỏ hoài à. Biết đâu được không? Đây là một cái đức tính tốt, giữ của cho gia đình. Đôi lúc mình phải buông cái này ra, nó nhẹ là mình tay mình mới ôm. Bạn gái đừng chứ cái gì vậy, đeo trên vai vậy rồi sao? Cái vỏ quan trọng hơn bạn gái. Nhưng mà nói chung là một cái vóc dáng rất là văn phòng. Cũng có vẻ thầy giáo lắm. Rất là trí thức, rất là thầy giáo. Nhưng mà không biết bên đây có còn thần tượng thầy giáo nữa hay không. Đó là chuyện của ngày xưa ấy thôi nha. Trời ơi, nói chung là như vậy. Theo chị nghĩ là cũng phù hợp với em. Theo chị nghĩ là rất là phù hợp với em. Anh Linh ơi, mình đừng làm mất thời gian rồi của các bạn đó, anh Linh à. Chúng ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau, nói chuyện với nhau, nói những gì mà chúng ta thích nói. Và 2 phút chúng ta sẽ quyết định có đồng ý hẹn hò hay không. Mời chiếc màn kéo lên. Bye bye. Và 2 phút bắt đầu. Em hay thường đi du lịch lắm hả? Dạ không ạ, đấy là em thích đi du lịch thôi ạ. Vậy em có thường hay đi du lịch không? Cũng ít ạ. Nãy giờ anh nói chuyện anh thấy em thế nào? Em xinh quá. Cảm ơn anh. Còn bạn gái thấy bạn trai thế nào? Anh xinh quá. Anh đẹp trai quá. Có một cái hình dáng nào giống giống như thầy giáo của em không? Cũng giống là có đeo kính á. Kêu anh bỏ cái ba lô xuống coi thử anh bỏ không. Chúng ta còn 1 phút nữa. Lên, nhanh lên.
Em thường hay đến giờ em hay gặp bạn bè không? Hay đi... Có cuối tuần em thường đi chơi với bạn bè. Hết thời gian. Hai bạn này rất là từ tốn, rất là chậm trễ. Hai bạn cứ nhìn nhau không biết nói gì hết. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ, chỉ có 3 giây thôi. Trong 3 giây chúng ta quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Bây giờ mời hai bạn đặt tay ra phía sau ghế. Đó, có một cái nút đỏ. Nếu các bạn nhấn nút có nghĩa là các bạn đồng ý hẹn hò, và không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không hẹn hò. Không hẹn hò. Và bây giờ 3 giây bắt đầu. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Tôi cũng đang lo lắng bởi vì khi vừa hết thời gian thì bạn mới bấm. Tại sao lại như vậy hả bạn nữ? Tại em ấn mãi cái nút mới đỏ. Lý do tại sao bạn đồng ý nhấn chuông? Em cảm thấy anh ấy cũng là một người chân thành ạ. Chân thành. Bạn nam? Dạ em thấy bạn gái rất là dễ thương và tính cách cũng thấy phù hợp với em. Tin chắc rằng một cái con đường tương lai rất tốt đẹp đang chờ hai bạn. Mời các bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em tên là Thu Trang, năm nay em 28 tuổi và đang là một chuyên viên của ngân hàng ạ. À, em quê ở đâu Trang? Dạ, em quê ở Hà Nội ạ. Bạn Trang 28 tuổi nhưng mà nhìn bé tí cỡ 22 thôi. Rồi, mời bạn giới thiệu lớn lên cho bạn kia nghe luôn. Đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào thân thương nhất tới anh Quyền Linh. Chào bạn. Chị Cát Tường, bạn nữ ở bên kia và toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em xin tự giới thiệu, em tên là Sơn Thạch, năm nay em 32 tuổi. Em đến từ quê hương Thái Bình và nghề nghiệp của em là làm công nghệ thông tin. Ngoài ra thì em có một cái nghề tay trái đó là dẫn chương trình. Oh. Bạn gái mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em trải qua 28 tuổi. Hai mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì là thời cấp 3 gà bông chí chóe thì đấy. Còn mối tình tiếp theo của em thì là năm em học đại học. Em quen bạn ấy 4 năm, tuy nhiên thì là do em hơn bạn ấy 2 tuổi nên gia đình cũng cấm cản. Nên chính vì vậy em mong muốn là có thể tìm được một người bạn trai có thể là bản lĩnh để có thể mà yêu thương và bảo vệ cho em. Rồi, như vậy là cũng một mối tình có nhiều thăng trầm đây. Dạ. Bạn trai thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình? Thưa chị, thưa anh, thưa quý vị khán giả là em trải qua thì được có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là thời... sinh viên. Rồi bỏ qua mối tình đó, mối tình mới đây nè. Mối tình mới đây là em ra trường đi làm. Nhưng mà do em là một người khá là ham học, em học tới bằng thứ 2 rồi học mấy cái kỹ năng mềm ấy. Cho nên là em không có nhiều thời gian dành cho bạn ấy. Cho nên là tình cảm nó không được dạt dào, cho nên là hai người không đến được. Được mấy năm bạn? Được 2 năm anh ạ. 2 năm luôn? Dạ. Mình có thấy mình có lỗi trong việc đó không? Em nghĩ là nếu mà để cho lựa chọn lại thì em phải thay đổi. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì cái việc mình bận cách mấy, nếu mà có tình yêu mình phải chăm sóc tình yêu đó. Dạ. Ha, mình phải có thời gian chứ mình cứ bỏ thế. Thật sự là phụ nữ cũng tội nghiệp người ta lắm. Dạ vâng. Nha. Rồi bây giờ bạn muốn tìm một người yêu như thế nào? Anh ơi, trước khi mà em muốn xem cái mẫu người của anh á, thì em có thể nhờ chị là gửi cho bạn ý 3 cái hình này của em được nhá. Rồi. Dạ, bạn ấy chọn tấm hình nào mà bạn ấy thích. Thích nhất. Xong rồi bạn ấy có thể cho em biết cái lý do tại sao bạn ấy thích được không ạ? Rồi, 3 tấm hình với 3 sắc thái khác nhau. Dạ, đúng rồi ạ. Vâng. Tưởng đâu em đưa 3 tấm hình 3 người khác nhau. Dạ không, là 3 người khác nhau đó. 3 người khác nhau luôn á. 3 người khác nhau hả? Đây. Dạ. Để xem có duyên hay không. Và đây, tấm hình đầu tiên. Đưa xem nào. Rất là dễ thương anh ạ. Sao biết dễ thương? Có gì đâu dễ thương. Và đây, tấm hình thứ hai. Chưa thấy gì hết. Lần này thì tóc dài. Cái này tóc ngắn. Và em cũng chưa thấy gì hết, nhưng vẫn dễ thương nhỉ. Cái này nói chung là cũng chưa dễ thương luôn. Và đây, chắc chắn là sẽ dễ thương. Rồi, cuối cùng. Lần này thì là một sắc thái rất là khác. Một cô gái mặc váy và ở trong một cái... Em nhớ không nhầm thì cái khung cảnh này giống như kiểu là phố Mỹ Hưng á. Nhưng mà cái vẻ đẹp này thì nó có toàn diện hơn. Coi người chứ không phải coi cảnh nè. Coi người. Không, nhưng mà cái cảnh nó làm cho vẻ đẹp người nó. Anh ơi, tập trung vào cái người thôi anh ạ. Cái cảnh ở bên ngoài nó chỉ là cái nền thôi anh ơi. Nói chung là 3 tấm hình này đều không thấy mặt. Anh ấy sẽ chọn cái hình nào để biết cái phong cách thôi. Dạ vâng. Và phải giải thích là lý do tại sao thích cái đó nha. Dạ. Em chọn tấm này chị ơi. Rồi. Cái vẻ đẹp của người phụ nữ này thì nó rất là vừa
vừa hiện đại và vừa truyền thống. Một cô gái tóc dài với một cái bãi biển rất là đẹp thì chắc chắn là tâm hồn có rất là nhiều cái sự bao dung. Và tự nhiên là em nhìn thấy là em thích cái vẻ đẹp đấy nên em chọn. Anh ơi, nhưng mà anh có nhìn thấy là cái tấm đó là tấm cô đơn nhất trong 3 tấm hình không anh? Vâng, anh thích sự cô đơn bởi vì có đơn thì anh mới làm cho nó không cô đơn được. Anh thích tấm hình này bởi vì biển nó đẹp. À, bây giờ sẵn đã qua đây rồi thì chị sẽ hỏi em một chút. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em xin nói ngắn gọn là em chọn một người con gái rất là đơn giản thôi. Cao hơn 1.5m và nói chuyện có duyên. Một người con gái thông minh, một người phụ nữ mà giống như kiểu là pha một chút vẻ đẹp về truyền thống lẫn hiện đại. Ra đường thì mình có thể lanh lợi nhưng mà về nhà thì lại yêu chồng yêu con. Có cái điểm nào em không thích ở người phụ nữ? Cái điểm mà em không thích nhất ở người phụ nữ đó là hay soi mói cái chuyện của người khác. Mình phải dồn cái năng lượng để mình làm việc của mình, để mình phát triển bản thân, để dồn cái vòng tròn ảnh hưởng của mình cho người khác, chứ không thế nào mà để ý những cái chuyện của người khác. Cảm ơn em. Em đã nghe anh ấy giải thích về cái tấm hình tại sao anh ấy thích thì chắc là không biết em đã hài lòng hay chưa. Dạ, vậy thì em cũng giải thích luôn một chút xíu về 3 tấm hình của em vừa lúc nãy ạ. Chào em. Dạ, em chào anh. Rồi, giải thích lên nghe luôn. Bức hình này là của em đối với bạn bè của mình ạ. Dạ, một con người cực kỳ năng động, cực kỳ trẻ trung và em thích đi du lịch. Đó là tấm hình này của em. Tấm hình này là em đối với gia đình ạ. Một con người cực kỳ là bánh bèo và luôn luôn là công chúa trong mắt của ba và mẹ. Có thể là em không quá là khéo tay, không quá là giỏi xuất sắc giống như là một người phụ nữ Bắc mà ba mẹ từng mong chờ. Tại em có bị lai một chút xíu ở trong Sài Gòn rồi. Nhưng mà đối với trong công dung ngôn hạnh của một người phụ nữ Bắc cần đạt tiêu chuẩn thì em có thể là em cũng nắm được chút chút. Tấm hình anh ấy chọn. Và tấm hình anh ấy chọn thì rất là hơi xui cho anh một chút xíu ạ. Thì đó là tấm hình của em đại diện cho công việc. Em là người rất khó tính và em rất là nóng tính. Đồng nghĩa với việc đó là em rất hay soi mói các hồ sơ. Và có thể là anh ấy không thích người phụ nữ soi mói thì cái bức hình anh ấy chọn lại là đúng một cái tấm hình em cực kỳ thích soi mói và nhận xét ạ. Công việc em là kiểm tra chứ không phải là soi mói. Soi mói tức là người ta ngồi ở ngoài, tôi nhìn qua người kia, ta trời bà nó mặc đồ thấy ghê quá. Dạ có anh ơi. Thơm quá. Dạ. Bà thế này thế kia. Dạ có. Cái đó có hả? Trời ơi. Dạ. Đúng là soi mói. Anh đang tính binh cô đó nhưng mà anh binh cũng được, anh chạy luôn. Rồi. Thôi vậy đó, tình hình nó vậy đó em. Thôi bây giờ mình cứ nghe thêm ý kiến của người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi cùng với cả hai bé cùng phòng trọ và một bé là bạn thân ạ. Mời bạn thân của bên nhà gái đâu ạ? Xin chào chương trình và xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi em nhận xét bạn trai bên kia giùm chị với. Trang ơi thì anh bên này em thấy anh cũng được. Khôi Ngô, Tân Tú hợp với Trang hay không thì cái đó thì để cho Trang quyết định. Trang tự xử đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi chàng MC của tôi. Chào anh. Đi với ai? Hôm nay em đến với một người anh trai ruột và một người chị đồng nghiệp. Dạ. Dạ chào anh ạ. Dạ chào chị. Dạ. Dạ anh. Xin chào MC Quỳnh Linh và chào MC Cát Tường. Anh thấy cô bên đó như thế nào? Em thấy em gái rất là dễ thương, hiền lành, thật thà. Trời ơi, sao anh khen không vậy? Hay quá. Anh đánh giá cô này rất đúng, tức là cô này rất là thật. Thật đến mức mà mình binh cổ của nó không. Em soi mói thật đấy mà. Soi luôn ở ngoài luôn. Cái này á, nó cũng dễ thương lắm em. Dạ. Thật đến mức như vậy đó. Rồi, nếu mà bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Tốt, ta rút kinh nghiệm thôi. Dạ. Kéo màn lên. Mời hai bạn. Mời chào em. Em chào anh. Dạ, nghe có một món quà tặng cho anh ạ. Cái này là em tự làm đó. Rồi, cảm ơn. Wow. Chúc cho em luôn tươi trẻ, xinh đẹp và tự tin như cái bông hoa này. Dạ, rồi em cảm ơn ạ. Theo em thì nếu như mà em đồng ý hẹn hò với anh hoặc là đến với hôn nhân á, thì em có thay đổi cái điều đó đi hay là em mặc định nó là tính tôi vậy, là nếu mà quen thì phải chấp nhận cái điều đó?
Tại vì trong 3 tấm hình anh chọn thì dù là tấm hình nào anh chọn đi chăng nữa thì cuối cùng nó cũng vẫn là con người của em. Nó chỉ là 3 trạng thái khác nhau thôi. Và cái điều thứ hai anh muốn hỏi em là em thích một cái buổi tối hẹn hò như thế nào? Nói chung là em là một người khó hiểu, em có 3 mặt. Nếu như mà muốn em là một người mà hẹn hò sang trọng, em có thể diện những bộ đồ sang trọng để em đi cùng ăn và đi tiếp khách hàng này nọ. Không, anh không muốn. Còn nếu như là, nói chung là tùy vào cái mà môi trường mà mình hẹn hò trong cái buổi hẹn hò như vậy. Nếu như mà hôm đó là vào đi ăn lề đường, em sẵn sàng là đi tiếp lào, mặc quần thun áo phông này nọ để em đi ăn lề đường bình thường cùng. Có nghĩa là chốt lại là giống như kiểu là mình tùy cơ ứng biến. Dạ đúng rồi ạ. Đúng không? Ok. Quan điểm về tình yêu của em thế nào nhỉ? Em cứ thẳng thắn chia sẻ. Giống như mình là nói chuyện với nhau, không phải cuộc phỏng vấn. Nhưng mà em đang có cảm giác là em đang bị phỏng vấn ạ. Sao nãy giờ em hỏi nhiều quá vậy? Em có bao nhiêu câu hỏi? Em có bao nhiêu câu hỏi tất cả? Em có khoảng 21 câu hỏi. Trời ơi. Bây giờ nè, em hỏi một lượt 21 câu à. Và sẽ chọn ra 3 câu thôi. 21 câu thì chắc phải có. Trời ơi. Xí, khoan. Cái này cái gì đây? Em hỏi những cái gì thì em nốt xong. Ủa sao câu hỏi mà có vẻ hình giống như là hình học vậy? 21 câu hỏi tình yêu mà sao có vẻ bản đồ hôm nay nữa? Thì nói em đang định chia sẻ thì bạn nói là em mới nói nhiều rồi, quá. Rồi bây giờ thôi để bạn tự giải 21 câu hỏi đi. Chịu khó chút nghe cưng. Cái nào em trả lời được em trả lời, không trả lời được thì để tụi anh tự trả lời. Rồi bắt đầu câu 1, đọc một loạt luôn nha. Câu 1 là câu buổi tối đã qua rồi. Rồi. Dạ. Khi cần một nơi nghỉ ngơi và lánh khỏi những mối bận tâm hàng ngày thì em được đi đâu? Ngủ. Rồi, bộ phim em thích nhất là bộ phim nào? Không thích phim nào hết. Em thích nhất loại quả nào? Quả gì cũng ăn được. Em thích nhất bài hát nào? Bài nào cũng nghe được. Chương trình TV mà em thích nhất là chương trình nào? Rất nhiều chương trình ạ. Nhà hàng lãng mạn mà em thích nhất là nhà hàng nào? Ôi, nhiều quá không nhớ. Một trong những nỗi bận tâm lo lắng nhất? Em nóng lên là em làm những cái chuyện gì em không ai biết được ạ. Cô đừng nóng nha. Em có phải đương đầu với những căng thẳng hay là những cái bất cập gì trong cuộc sống? Dạ không, thường em làm cho người ta căng thẳng thôi. Ước mơ lớn nhất của em là gì? Dạ có thật là nhiều tiền. Em làm việc tốt nhất là khả năng gì? Dạ nói ạ. Bạn em cải thiện điều gì trong cuộc đời của mình? Có chồng, có con. Và quan điểm tình yêu của em là gì? Yêu là phải sống một lần. Yêu là một sống một lần. Đúng. Hết chưa? Sống hết một lần luôn. Nó còn nhiều nhưng mà 21 câu. Giống như tuổi sinh nhật. Bắt tay em cái này. Em bản lĩnh đấy. Rút lại từ nãy giờ mình nói tất cả những cái gì đó, nói qua nói lại gì đó. Chúng ta có cảm nhận gì về cái sự rung động trái tim chưa? Hãy nói với người đó. Chúng ta có 30 giây. Bắt đầu. Anh thấy nãy giờ em thì sao ạ? Anh thấy là em một người rất là dễ thương và cá tính, như là một cá tính rất mạnh. Mà đôi khi anh thì không biết là có đủ sức để chịu đựng được cái cá tính hay không. Nếu như mà có thể tiến tới hôn nhân thì anh tính sẽ là bao giờ ạ? Anh thì bây giờ là 32 tuổi, anh chỉ là 6 tháng cho đến 1 năm. Thì rất là đẹp để có khoảng thời gian tiến đến hôn nhân. Nếu mà lỡ mà người đấy mà chưa chuẩn bị nổi kịp tinh thần để cho cái thời gian cho, đó hay sao? Vẫn cho thời gian giãn ra mà, bởi vì mình đã chờ 32 năm rồi. Thì chờ thêm một thời gian nữa thì có sao đâu. Dạ, tại vì thật ra là bạn ấy vẫn đang còn rất là thích đi chơi ạ. Bây giờ các bạn cũng đã nói nhiều rồi. Thật tay vào nút bấm đi em. Hỏi nhiều, đáp nhiều. Bây giờ là lắng động, suy nghĩ thật kỹ để quyết định cho cái nút bấm của mình. Đồng ý bấm nút có nghĩa là trao cái duyên cho nhau để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Bạn gái đã bấm. Bạn gái rất là nhanh nhẹn. Và bạn trai không bấm. Dạ. Thứ nhất, cá tính của bạn ấy rất là mạnh. Còn cái thứ hai là em không có cái sự rung động từ cái lời nói, không có cảm xúc gì hết, cho nên là em không có đâm. Một cô gái rất bản lĩnh. Thật ra thì với em thì tất cả mọi chuyện là khi lên đến với chương trình này thì là sẽ cho nhau một cái duyên. Nếu như mà chúng ta không thể làm người yêu, không thể quen biết và tiến sâu hơn thì chúng ta cũng có thể là làm bạn bè ạ. Đúng. Và trong công cuộc biết đâu được một ngày nào đấy anh sẽ là một khách hàng của em thì sao ạ? Đúng.